Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 17. Biệt thự Lục Vân. Hôm nay chỉ có hai mỹ nữ ở nhà. Vương Băng Ngưng bị thương nên đương nhiên là một trong số đó. Cô đã tìm kiếm Lục Vân suốt một ngày một đêm nhưng tiểu Lục Vân không hề nghe máy nên cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Đêm không có tiểu Lục Vân bên cạnh vô cùng trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo. Buổi tối đi ngủ, tay cô lạnh cóng. Thực ra, buổi sáng ngày hôm qua khi tiểu Lục Vân vừa mới biến mất, Vương Băng Ngưng đã đi hỏi Liễu Yên Nhi nhưng Liễu Yên Nhi lại cười danh mãnh nói, em đoán xem L. Đêm hôm đó, Liễu Yên Nhi cũng biến mất. Đến ngày hôm sau, Vương Băng Ngưng lại đi hỏi Diệp Khuynh Thành xem tiểu Lục Vân đi đâu. Diệp Khuynh Thành cười lạnh nói, còn nói tiểu Lục Vân là đứa trẻ chưa cai sữa, chỉ thấy người đó là em mới đúng. Nói xong, cô lạnh lùng rời khỏi biệt thự Lục Vân và đến công ty. Vương Băng Ngưng không cam lòng nên cô đành đi hỏi chị hai Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn nhẹ nhàng nói, em Tư, em phải học cách tự lập đi. Em trai rất bận rộn, mặc dù chị không biết rõ nhưng em ấy bận rộn cả ngày. Sau khi nói xong, cô đi tới Hạnh Lâm Đường. Giờ phút này, Vương Băng Ngưng cảm thấy mình như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Khi cô làm phóng viên chạy loanh quanh khắp nơi, mọi người đều nói cô không ở nhà nhưng bây giờ khi cô ở nhà, bọn họ lại nói cô phải tự lập. Rốt cuộc mọi người muốn cô làm gì mới được đây? Không đúng. Vẫn còn em Năm. Em Năm không bỏ rơi mình, em ấy vẫn đang ở nhà. Vương Băng Ngưng cảm thấy mình đã tìm ra hơi ấm nên cô chủ động tới phòng Sở Giao trò chuyện. Thế nhưng Sở Giao cứ ngồi mày mò chiếc chuông nhỏ mãi nên không. Tập trung trò chuyện. Được lắm. Quả nhiên cô đã bị thế giới bỏ rơi. Vương Băng Ngưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xem lại tài liệu mà cô lưu lại trên máy tính một cách khó chịu. Trong khi đó, Sở Giao đang chơi với siêu hồn linh của mình. Cô đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhưng đột nhiên cô nhìn lên cửa sổ, trên khuôn mặt bối ra một nét nghiêm túc. Có một hơi thở nguy hiểm đang tới gần đây. Tông chỉ sao của Thiên Đạo Tông, vạn pháp bất biến, độn sao tự vi tiên. Sao tư tưởng chủ đạo. Sao độn, trốn, chạy trốn. Sở Giao là một cô gái rất ngoan ngoấn, phản ứng đầu tiên của cô là bỏ chạy nhưng khi nghĩ lại vẫn còn Vương Băng Ngưng ở bên cạnh, cô lại do dự. Mặc dù tông chỉ rất quan trọng nhưng rõ ràng điều càng quan trọng hơn chính là bảo vệ những người xung quanh mình. Vì thế, cô chủ động đi ra chỗ cửa sổ và nhìn thấy vài bóng người quen thuộc. Đương nhiên những bóng người quen thuộc đó không phải là những khuôn mặt mà là những chiếc áo choàng đen của họ. Tà Linh Giáo. Quả nhiên là đã tìm đến đây. Sở Giao vô cùng lo lắng. Mấy người của Tà Linh Giáo cũng nhìn thấy Sở Giao, đại hộ pháp lạnh lùng nói, tiểu nha đầu. Giáo chủ của bọn ta muốn bắt cô trở thành nữ sủng, xem lần này cô chạy đi đâu. Hừ, tôi không sợ mấy người. Em trai tôi là tu luyện giả rất lợi hại, các người tới đây chính là tìm chết. Sở Giao nghĩ ra một kế, cô tiếp tục nói, nếu không các người cho rằng vì sao những người tới trước đây đều chết cả tu luyện giả. Một vài giáo đồ của Tà Linh Giáo sửng sốt trong giây lát. Tất nhiên bọn họ đều biết tu luyện giả đáng sợ như thế nào bởi vì giáo chủ của bọn họ chính là tu luyện giả. Chẳng lẽ trong biệt thự này thật sự có tu luyện giả? Đại hộ pháp cũng không có hành động gì ngay mà chỉ dùng ánh mắt âm u quét qua biệt thự, tựa hộ muốn xác thực lời nói của Sở Giao. Thế nhưng hắn ta không cảm nhận được hơi thở của bất cứ tu luyện giả nào. Một giáo đầu nhắc nhở, đại hộ pháp, giáo chủ ra lệnh bắt giữ cô gái này. Ngài không được làm trái mệnh lệnh của giáo chủ. Nghe vậy, sắc mặt của đại hộ pháp nhất thời tối sầm lại, hắn ta quát, được, các người lên trước đi. Kể từ ngày gia nhập Tà Linh Giáo, dường như những người này đã bị gieo thứ gì đó vào trong người. Chỉ cần giáo, chủ có mệnh lệnh, chỉ trong nháy mắt sẽ chết không có chỗ chôn. Vì thế, cho dù thật sự bên trong biệt thự có tu luyện giả thì bọn họ cũng phải căn răng chịu đựng. Nếu không khi trở về trắng tay thì chẳng khác nào đâm vào ngõ cụt. Dưới mệnh lệnh của Đại Hộ Pháp, một số giáo đồ của Tà Linh Giáo lập tức bước ra. Bản thân Đại Hộ Pháp cũng là người thông minh. Khi đối mặt với tình huống chưa rõ ràng này, hẳn ta chỉ nhíu mày rồi yên lặng lui ra phía sau đám người. Nếu như thật sự có tu luyện giả nhảy ra thì nhất định có thể chạy thoát ngay. Chỉ cần hắn ta quay về nói mình đã cố gắng hết sức thì giáo chủ nhất định sẽ tha mạng cho hắn ta. Nhìn thấy các giáo đồ của Tà Linh Giáo xông tới, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Giao tái nhợt vì biết rằng kế hoạch của mình đã thất bại.
cô chỉ có thể điều khiển siêu linh hồn để đối đầu với kẻ thù. Đại hộ pháp cười lạnh nói, cô gái, không phải cô nói bên trong có tu luyện giả sao? Vì sao người đó không ra cứu cô? Đương nhiên hẳn ta đã nhìn ra tu luyện giả mà Sở Giao nói tới căn bản không hề tồn tại, nếu không lúc này đã xuất hiện rồi. Sở Giao làm gì thời gian trả lời câu hỏi của hắn ta? Chỉ riêng việc đối đầu với các giáo đồ thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Cô là tu đạo giả, không giống như Lục Vân, người có thể sử dụng năng lượng chân chính để tấn công. Cách tấn công duy nhất của cô chính là sử dụng siêu linh hồn. Hơn nữa, trong những năm đi theo sư phụ Thiên Diệu Tử, mỗi lần gặp phải kẻ thù, cô đều bỏ chạy nên kinh nghiệm chiến đấu rất ít. Vì thế, cô hoàn toàn không phải là đối thủ của những giáo đồ tà linh giáo này. AI. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Vương Băng Ngưng đi ra ngoài xem thì thấy một vài bóng đen đang bao vây Sở Giao. Cô hét lên đầy sợ hãi. Sở Giao phân tâm nói, chị Tư, chị mau chạy đi. Mau đi ìm sư huynh, cầu cứu tiểu Lục Vân. Cô bị mất tập trung nên rất nhanh đã bị một giáo đồ đánh vào ngực, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đại hộ pháp của tà linh giáo đã nhìn thấy Vương Băng Ngưng. Trong mắt hẳn ta lóe lên tia hàn quang, hưng phấn nói, ha ha, không ngờ lại đạt được thu hoạch ngoài ý muốn, cô ta lại là một mỹ nữ khác. Mau bắt cả hai quay về biến thành nữ sủng của giáo chủ. Ai cũng biết giáo chủ tà linh giáo vô cùng háo sắc. Nếu như bắt được hai người đẹp này thì giáo chủ nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Quan trọng nhất là mỗi khi giáo chủ chơi chán thì sẽ giao những người phụ nữ đó cho những thuộc hạ. Hiện tại hai người phụ nữ này quả thực đều là mỹ nữ tuyệt trần. Cho dù bị giáo chủ chơi chết thì đối với bọn họ cũng chính là phần thưởng lớn. Vương Băng Ngưng hoảng sợ, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà trên người còn đang bị thương, ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, sẽ làm liên lụy đến Sở Giao. Vì vậy, cô đã hành động dứt khoát. Bỏ trốn. Trong khi chạy trốn, cô còn dốc hết sức liên lạc với tiểu Lục Vân. Nhưng, Lục Vân không trả lời cuộc gọi của cô ấy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Băng Ngưng đang lo lắng tột độ. Đúng rồi. Phù Bình An. Sau khi cô ấy trốn thoát khỏi Nam Ngư Quốc vài ngày trước, Lục Vân đã nói với cô rằng tấm Phù Bình An trên người cô thực ra là ý niệm trận pháp. Chỉ cần cô gặp nguy hiểm, phải lập tức gọi tên của tiểu Lục Vân. Không ngờ lần sử dụng thứ hai lại tới sớm như vậy. Tiểu Lục Vân, em nhanh chóng trở về. Em năm sắp bị người ta đánh chết. Lúc này, Lục Vân đang ngủ say trong căn hộ Liễu Giang, điện thoại đã tắt tiếng. Hắn nghĩ rằng bản thân có thể ngủ ngon nếu chạy đến căn hộ của Liễu Giang, hắn tránh được Vương Băng Ngưng, nhưng lại có một Liễu Yên Nhi khác đến, hành hạ hắn cả đêm. Vì vậy hắn chỉ có thể đánh một giấc ngon lành vào ban ngày. Đang ngủ ngon. Giọng nói sợ hãi của Vương Băng Ngưng đột nhiên vang lên trong đầu đánh thức hắn dậy. Chân mày hắn nhất thời nhíu lại. Giọng chị Tư đang rất sợ hãi. Nghe không giống như một trò đùa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu là đùa thì có thể nói kỹ năng diễn xuất của cô quá mức chân thực, làm diễn viên lồng tiếng trên đài truyền hình cũng không thành vấn đề. Bất kể Vương Băng Ngưng có nói đùa hay không, vì cô ấy đã sử dụng ý niệm trận pháp, Lục Vân nhất định phải chú ý và tìm hiểu rõ ràng. Hắn vội vàng câu thông với pháp trận. Ngay lập tức, hình bóng của Vương Băng Ngưng xuất hiện trong đầu hắn, sau lưng cô là người đàn ông mặc áo choàng đen ngày càng tiến lại gần. Tà Linh Giáo. Trong nháy mắt, Lục Vân liền nhận ra danh tính của người đàn ông mặc đồ đen. Chắc chắn là vì chị Năm Sở Giao. Nhưng kết quả ngoài ý muốn lại phát hiện Vương Băng Ngưng. Các chị tuyệt đối không được xảy ra chuyện đó. Đó là điều tối kỵ của Lục Vân. Vì vậy hẳn lập tức đứng dậy, còn chưa kịp nói lời nào với Liễu Yên Nhi, liền giẫm lên chiếc xe đạp, hóa thành một luồng ánh sáng nhanh chóng lao về phía Giang Thành. Biệt thự Lục Nhân. Vương Băng Ngưng đã bị hộ pháp của tà linh giáo bắt. Sở Giao thì bị tín đồ tà linh vây quanh, cuối cùng rơi vào tay bọn họ. Một tín đồ kích động nói, đại hộ pháp, sau khi mang hai cô gái xinh đẹp này về, nhất định giáo chủ sẽ thưởng cho chúng ta rất nhiều. Ha, ha, tôi lại cảm thấy thay vì phần thưởng, cho chúng ta thưởng thức một xíu nước thịt cũng tốt hơn, hai cô gái này trông vừa xinh đẹp lại còn ngon hơn nhiều so với mấy người trước. Đúng vậy, thực sự nên như vậy, nên vậy ha han. Lỡ nếu như giáo chủ chơi không biết mệt thì sao bây giờ?
dù sao hai người này ngon hơn những người khác. Má nó, biết nói chuyện không vậy, thật là làm người ta mất hứng. Những lời đối thoại của mấy tín đồ tà linh giáo đã lọt vào tai Vương Băng Ngưng và Sở Giao, làm bọn họ cảm thấy ghê tởm, vô cùng muốn nhổ nước bọt vào họ. Trên thực tế, Vương Băng Ngưng đã làm như vậy. Phụt! Một ngụm nước bọt vừa nhổ vào mặt của một tín đồ tà linh. Ai mà ngờ tín đồ tà linh đó không tức giận mà còn vô cùng hưng phấn thẻ lưỡi ra liếm liếm, nói, ha ha ha, không tệ, không tệ, nước bọt của mỹ nữ quả nhiên rất ngọt, một ngụm nữa thêm một ngụm nữa đi. Nhất thời Vương Băng Ngưng càng thêm buồn nôn, không khỏi mắng một tiếng, biến thái. Chúng là thứ gì vậy chứ? Một lũ khốn nạn. Đại hộ pháp nhíu mày nói, đừng đùa nữa, mau đem hai cô gái này mang về đi, không nên dừng lại giữa chừng. Vâng. Giáo đồ tà linh trả lời, khi giọng vừa dứt, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ chỗ xa truyền tới. Đã chậm. Đó là Lục Vân tới. Trong nháy mắt, tất cả giáo đồ tà linh đều trợn o hai mắt. Bọn họ đã nhìn thấy cái gì? Một chiếc xe đạp đang bay. Bịch! Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một gã tín đồ tà linh thiên linh cái, đột nhiên bị một vòng sắc nhọn đâm xuyên qua. Tu sĩ! Chiêu này, chỉ có tu sĩ mới có thể thi triển ra. Thì ra trong biệt thự này thật sự có tu sĩ. Cô gái đào mộ vừa rồi thật sự không phải đang lừa người. Tất cả các tín đồ tà linh đều kinh hãi. Khi Vương Băng Ngưng nhìn thấy Lục Vân đến, cô kích động nói, tiểu Lục Vân, nhanh dạy cho lũ vô lại này một bài học đi. Vừa rồi bọn chúng đã bắt nạt chị còn làm chị Năm bị thương. Cô không cần phải nói gì cả, Lục Vân đã biến thành một pho tượng sát thần hung hãn, lập tức hẳn thả chiếc xe đạp xuống, thân ảnh nhanh như chớp vụt đi, tung hoành như thể đi vào chốn không người. Trong vòng một hơi thở, bọn chúng như cỏ dại bị cắt xuống. Tất cả các tín đồ tà linh đồng loạt ngã xuống đất, cuối cùng chỉ còn lại tên đại hộ pháp. Lục Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn gã ta, nói các người dám khi dễ chị gái tôi, ai cho các người cái gan chó đói. Đang nói, hắn đưa ói một ngón tay, chạm vào ngực của đại hộ pháp tà linh. Ngay lập tức, bùm, cơ thể của đại hộ pháp run rẩy dữ dội, đôi chân của gã ta bay ngược về phía sau. Nơi cơ thể gã ta đi qua đều để lại trên mặt đất một vết máu thật dài. Thực lực của thanh niên này quá kinh khủng. Gan và túi mật của vị đại hộ pháp bị xé toạc ra, chỉ mới đụng độ với sức ma nơn từ một ngón tay của Lục Vân, gã ta đã nôn ra máu rồi ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Vương Băng Ngưng dẫm lên một tín đồ tà linh đã chết, không ngừng nhổ nước bọt vào mặt anh ta, nói anh muốn tôi nhổ nước bọt thêm phải không, giờ tôi sẽ thỏa mãn anh đây, phụt. Phụt, phút, Lục Vân không nói nên lời, chị Tư, đừng chơi nữa. Kéo Vương Băng Ngưng ra, một vòng lửa từ đầu ngón tay hẳn hiện lên, thiêu rụi xác chết của đám tín đồ tà linh kia thành tro. Hai chị ngoan ngoãn ở nhà cho tốt, em đi cùng tên tín đồ tà linh này đến hang ổ của bọn chúng. Lục Vân liếc mắt nhìn tên đại hộ pháp nửa sống nửa chết kia, sau đó quay đầu nói với hai người chị xinh đẹp của mình. Sở Giao nói, chị đi với em. Chị muốn đi đào mộ lão giáo chủ của bọn chúng nữa, hơn nữa chị biết địa chỉ của tà linh giáo. Chị không bị thương sao? Không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không đau chút nào, siêu hồn linh của chị đang rất đói. Sở Giao lắc lắc siêu truy hồn trong tay nói. Dường như cô có nỗi ám ảnh đặc biệt với việc thu thập các cổ vật tà linh. Lục Vân suy nghĩ một chút nói, nếu như chị biết địa chỉ, em giữ lại người này cũng vô dụng. Nói xong. Hắn đạp lên cổ đại hộ pháp tà linh, sau đó đốt gã ta thành tro. Vương Băng Ngưng nói, chị cũng đi, chị cũng đi. Về đi. Lục Vân võ mông Vương Băng Ngưng một cái, vết thương do đạn bản của chị còn chưa lành, ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy loạn, chờ cho chúng em trở lại. Tà linh giáo. Trong đại điện vừa mờ vừa tối. Một tín đồ tà linh chạy vào đại sảnh chen lấn xô đẩy, kinh hãi nói, giáo chủ, không xong rồi. Con nhỏ đào mộ đó lại xông vào mộ của lão thủ lĩnh để trộm đồ, không, nó trộm rất nhiều tà linh khí. Đùng! Anh ta vừa dứt lời, một cái huyết vạc trên tế đàn đột nhiên vỡ tung, máu đỏ xám nhỏ xuống khắp mặt đất. Trong chốc lát, mùi máu tanh trong đại điện càng thêm nồng nặc khó chịu. Vị tà linh giáo chủ kia bước ra từ huyết vạc. Trần chuồng! Xung quanh thân thể bị một cổ khí huyết kinh khủng vây lấy. Thậm chí còn mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng của một con huyết long,
đầu rồng ở ngay trên ngực ông ta, cực kỳ hung dữ giống như tâm trạng của tà linh giáo chủ ngay lúc này. Lửa giận cháy hừng hực. Tên trộm mộ kia còn dám quay lại. Sao cô ta dám? Những tên được phái đi đâu? Tà linh giáo chủ cao giọng hỏi. Hình như là, đã chết. Chết rồi, cái con mẹ nó, đúng là một đám phế vật. Giáo chủ, cái tên tu sĩ đi bên cạnh cô gái đó, là kẻ đã giết những người được cử đi canh giữ mộ phần. Tu sĩ, tà linh giáo chủ dừng một chút, sau đó vẻ mặt âm trầm nói, hừ, thật to gan, hôm nay bổn giáo chủ muốn nhìn xem tên tu sĩ kia có lai lịch gì. Mộ thất của tà linh giáo bọn họ không chỉ đơn giản là nơi chôn cất thi thể của mấy vị lão giáo chủ, nó còn là bảo khố của tà linh giáo. Bảo khố bị người ta trộm một lần còn chưa tính, đối phương lại dám tới lần hai, đã vậy tính chất sự việc càng nghiêm trọng hơn, không phải trộm mà là tới quậy. Như vậy chẳng khác nào trần trụi dùng chân đạp lên đầu tà linh giáo bọn họ, nghiền nát. Sự sỉ nhục như thế, ai có thể chịu đựng được. Toàn thân tà linh giáo chủ tràn ngập sát khí đáng sợ. Nữ sủng ăn mặc hở hang bên cạnh đang run rẩy, không dám tiến lên. Ông ta nhíu mày, liếc qua nói, tiện tì, còn đang làm cái gì đó, không mau đem y phục đến. Một vị nữ sủng do dự thoáng một phát, cuối cùng vẫn lấy can đảm tiến lên, đem trường bào phủ lên người giáo chủ. Giây tiếp theo. A, à, nữ sủng kia hét lên. Chỉ thấy tà linh giáo chủ túm cổ cô ta, nhấc bổng lên không trung, cười lạnh nói, cô sợ tôi. Sao? Giáo chủ, xin tha mạng, nữ sủng với vẻ kinh hoàng nói. Hừ, người phụ nữ này là phần thưởng cho cậu. Tà linh giáo chủ nắm lấy nữ sủng kia ném về phía tín đồ tà linh đang báo cáo, trên mặt không có một chút lưu tình nào. Đối với ông ta mà nói, mấy người phụ nữ này đều là sủng vật, thậm chí còn tệ hơn cả sủng vật, nói đúng hơn, họ chỉ là đồ chơi. Sau khi chơi xong thì có thể giết hoặc ném cho thuộc hạ. Và tất nhiên ông ta còn tìm kiếm thêm nhiều con mồi một lần nữa. Ông ta thích cảm giác mới lạ. Tu sĩ kia, hôm nay bổn giáo chủ muốn khiến cho cậu cảm thấy hối hận khi được sinh ra trên thế giới này. Tà linh giáo chủ đang muốn rời khỏi đại điện, đi tới mộ thất lão giáo chủ nhìn xem cái tên tu sĩ kia đã ăn gan hùm mật gấu gì, mà dám ở đây kiêu ngạo như vậy. Ông ta còn chưa đi ra ngoài. Bỗng nhiên, hai thi thể của tín đồ tà linh từ bên ngoài đại điện được ném vào. Không cần tà linh giáo chủ đi ra ngoài, tên tu sĩ chết tiệt này tự mình dâng tới cửa rồi. Cách nói chuyện này đúng là Lục Vân. Sắc mặt hẳn lạnh lùng bước vào đại điện của tà linh giáo, theo sau là chị Năm Sở Giao, trên khuôn mặt nhỏ nhản của cô vẫn còn một chút phấn khích, rõ ràng vừa rồi bên trong mộ phần, đã thu nhập được không ít. Hơn nữa, trước kia cô đi theo sư phụ của mình Thiên Diệu Tử, mỗi lần gặp kẻ địch, bất kể kẻ địch có mạnh hay yếu, cô cũng cảm thấy chạy được cứ chạy. Hèn nhát không còn gì để nói. Nhưng hôm nay, Tiểu Lục Vân mang theo cô chém giết tứ phương, trực tiếp quậy đến long trời lở đất bên trong mộ phận của tà linh giáo, đây là trải nghiệm chưa từng có. Khỏi phải nói, cảm giác vô cùng thú vị, cảm giác được ai đó ủng hộ, thật tuyệt. Suy nghĩ của cô bất giác bị thay đổi. Cái mục đích kỳ quái kia cũng đã bị cô vứt bỏ sau đầu. Hai người bước vào đại điện, tất cả các tín đồ tà linh xung quanh đều cảm thấy như chúng đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Cho nên bọn chúng không dám hành động hấp tấp. Người thanh niên này là một tu sĩ, làm sao bọn chúng có thể đấu lại? Chỉ có giáo chủ mới có thể trừng phạt hắn. Ánh mắt sâu thẳm của tà linh giáo chủ đột nhiên ngưng tụ thành một tia sáng lạnh lẽo khi ông ta nhìn thấy Lục Vân đi vào. Nhưng rất nhanh, ông ta vô thức nhìn về Sở Giao đang ở bên cạnh. Đây là bản năng phản ứng có điều kiện. Ai bảo ông ta là kẻ háo sắc? Cô gái nấy đã trộm đi vô số tà linh khí của bọn họ, khi nghe các tín đồ tà linh miêu tả cô vô cùng xinh đẹp, trong đầu tà linh giáo chủ đã nổi lên tâm. Tư muốn đem đối phương thu làm nữ sủng. Nhưng trước đây ông ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Sở Giao. Giờ phút vừa nhìn thấy. Phải nói là xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Trước đây, ông ta luôn cho rằng những nữ sủng kia đã xinh đẹp lắm rồi, giờ đột nhiên ông lại cảm thấy bản thân thật đần độn. Cô gái này, ông ta nhất định phải có cho bằng được. Đôi mắt của tà linh giáo chủ lộ ra vẻ tham lam không tài nào che giấu đi, như thể ông ta muốn lột sạch quần áo của Sở Giao ngay lập tức. Càng như thế, sát khí trong lòng ông ta đối với Lục Vân càng ngày càng lớn mạnh.
Nếu không phải cái gọi là tu sĩ này gây chuyện, ông ta đã sớm thu nhận Sở Giao làm nữ sủng từ lâu. Nhóc con thật là can đảm, dám trực tiếp xông vào thánh điện Tà Linh giáo, ra mặt bảo vệ người phụ nữ của cậu à. Ánh mắt của Tà Linh giáo chủ chuyển khỏi người Sở Giao, quan sát thân thể Lục Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt âm trầm vẫn như trước. Lục Vân cười nói, ai dám đụng vào người phụ nữ của tôi, đừng nói là thánh điện, cho dù là mộ tổ của ông, tôi cũng sẽ đào lên. Ôi, xin lỗi tôi quên mất, mộ tổ tông của ông đã bị tôi đào lên rồi. Mẹ kiếp, muốn chết sao? Làm sao Tà Linh giáo chủ có thể không nhận ra Lục Vân đang cố ý khiêu khích ông ta, nhất thời ông A phẫn nộ gầm lên một tiếng, khí huyết trong cơ thể điên cuồng phun trào, xé rách chiếc áo choàng dài ông ta vừa mặc vào, vỡ tan thành trăm mảnh. Ai người này không mặc quần áo, thật không biết xấu hổ. Đột nhiên Sở Giao hét lớn một tiếng, vội vàng dùng một đôi tay bé nhỏ che mắt lại, sợ nhìn nhiều mắt sẽ nổi mụn lẹo. Tà Linh giáo chủ có phong cách táo bạo, xưa nay bởi vì muốn ngâm mình bên trong huyết vạc để tu luyện, cho nên việc không mặc quần áo là chuyện rất bình thường. Hơn nữa ông ta vô cùng tự hào. Nó có thể được mô tả như một điều lớn lao. Ngay cả khi chơi đùa với nữ sủng ở trước mặt nhiều tín đồ, cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Thật bất ngờ. Lục Vân chỉ thờ ơ nhìn ông ta một cái, sau đó nói đùa, thứ chỉ dài một hai tấc, cũng đừng nên lấy ra, làm mình thấy xấu hổ chứ. Chỉ dài một hai tấc. Tà Linh giáo chủ sửng sốt một chút, lập tức ý thức được hắn đang nói mình ngắn. Là đàn ông, điều tối kỵ nhất chính là nghe thấy hai từ một là ngắn hai là nhanh. Đó là tôn nghiêm của một người đàn ông. Những gì Lục Vân vừa nói rõ ràng là vô cùng tàn nhẫn, hẳn trực tiếp chà đạp lên sự tôn nghiêm của Tà Linh giáo chủ. Thật là đáng chết. Tà Linh giáo chủ mắng một tiếng, bất ngờ hai tay nắm lại thành quyền đánh ra, nơi quyền đó đấm đáp xuống, một bóng ma huyết long đáng sợ ngưng tụ lại. Hung ác, mạnh mất, tanh tưởi mùi máu, luyện khí cửu giai. Thấy Tà Linh giáo chủ ra tay, Lục Vân cũng thu liếm lại vẻ mặt giễu cợt, tập trung lại vài phần. Không phải vì hắn sợ thực lực của đối thủ, mà bởi vì Tà Linh giáo chủ trước mặt là người tu luyện mà Lục Vân đối đầu. Đây là một sự kiện rất đáng nhớ. Vì vậy, Lục Vân đã sẵn sàng thực hiện nó một cách nghiêm túc. Thần công không tên đang vận chuyển trong cơ thể. Bùm! Hai nắm đấm của hắn, trào ra những đạo chân khí của hắn có màu xanh lam cổ xưa. Dịu hơn nhiều so với chân khí đỏ như máu của Tà Linh giáo chủ. Lục Vân áp chế tu vi của mình đến luyện khí cửu giai. Hẳn muốn so sánh ở cùng một cấp độ, bản thân là thần công không tên còn đối phương là huyết tinh công pháp, cuối cùng là ai mạnh ai yếu. Thằng nhóc, tự tìm đường chết. Tất nhiên Tà Linh giáo chủ không biết Lục Vân đã áp chế tu vi của mình, ông ta cho rằng tu vi của hẳn cũng giống như mình đều là luyện khí cửu giai. Trong hệ thống người tu luyện, cùng một cảnh giới, chân khí của những kẻ tu luyện tà ác thường độc đoán và hung bạo hơn, vì vậy xét về thực lực tổng thể, những kẻ tu luyện tà ác phải mạnh mẽ hơn. Tà Linh giáo chủ tu luyện, tất nhiên là tà phái ma pháp, nếu không cũng không cần phải dùng nhiều máu tươi như vậy để luyện tế. Ông ta rất tự tin. Huyết tinh ma pháp của ông ta, chỉ cần dùng một quyền sẽ có thể đánh gãy cánh tay của Lục Vân. Trong nháy mắt, nắm đấm của cả hai cùng nhau oanh tạc cùng một chỗ. Đùng, một tiếng động lớn vang lên, hai luồng chân khí với màu sắc riêng biệt điên cuồng va chạm vào nhau, phun ra những vòng lửa chân khí lộng lẫy vô song, nhưng mùi hương tỏa ra lại không mấy dễ chịu. Sau khi chân khí của Tà Linh giáo chủ phát nổ, liền phát ra một mùi máu tươi. Cực kỳ phong phú. Ha ha, nhãi con, nếu cậu đã là người tu luyện, không lẽ cậu không hiểu một đạo lý, ở cùng cảnh giới tuyệt đối không được giao đấu với tu sĩ tà phái. Tà Linh giáo chủ cười to một tiếng. Nhưng trong giây tiếp theo, biểu cảm của ông A thay đổi chóng mặt. Thậm chí có thể dùng từ kinh hãi để hình dung. Bởi vì ông ta nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Chân khí màu máu của ông ta đang bị thôn phệ. Thôn phệ, sao có thể như thế được? Hai mắt Tà Linh giáo chủ đột nhiên trợn to, kinh hãi nói, thằng nhãi, cậu tu luyện công pháp gì? Thôn phệ chân khí là có ý gì? Có nghĩa là Lục Vân đang tu luyện công pháp thậm chí so với huyết tinh ma pháp của Tà Linh giáo chủ còn bá đạo hơn. Nói cách khác, Lục Vân hắn cũng đang tu luyện ma công. Tuy nhiên, điều khiến Tà Linh giáo chủ chưa lý giải được là ma pháp vốn dĩ không có màu này.
Tà phái công pháp, sau khi tu luyện chỉ có hai màu, một là giống như tà linh giáo chủ, màu máu tươi, hai là màu đen, điểm mấu chốt nhất là khí tức hung hãn bá đạo. Nhưng màu sắc chân khí của Lục Vân là màu xanh lam cổ xưa, đó là chân khí tinh khiết và thuần túy được ngưng tụ bởi tu sĩ chính phái. Điều kỳ lạ nhất là, chân khí của Lục Vân lúc đầu làm cho tên tà linh giáo chủ cảm giác rất nhẹ, khiến ông ta ảo tưởng có thể dễ dàng nghiền nát Lục Vân, nhưng đến khi thực chiến, ông ta mới phát hiện không phải như vậy. Những chân khí màu xanh cổ xưa đó, bề ngoài trông có vẻ vô hại với con người và động vật, nhưng trên thực tế, khoảnh khắc chúng hòa quyện với chân khí màu máu thì nó dường như biến thành một lỗ đen vô tận, điên cuồng thôn phệ chân khí của tà linh giáo chủ. Làm sao tu sĩ chính phái có thể luyện công pháp như vậy? Đây rõ ràng là ma công. Ma công, cậu cũng là tu sĩ tà phái. Tà linh giáo chủ trợn to hai mắt không thể tin mà nói. Lục Vân không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ khế cau mày. Tình huống kỳ lạ này cũng vượt quá sức mong đợi của hắn. Thần công không tên mà bản thân tu luyện thực sự có thể thôn phệ chân khí của đối thủ. Và nó còn thôn phệ được cả chân khí tà phái bá đạo. Nhớ lại lúc trước cùng Liễu Yên Nhi đùa giỡn, hắn đã lấy tất cả chân khí mà cuối cùng cô ấy mới ngưng tụ được. Lúc ấy Liễu Yên Nhi rất là lo lắng nói, chiêu này quá mức kỳ quái, chỉ sợ nó có gì đó không ổn. Nhưng, thần công không tên này rõ ràng là do lão đạo sĩ truyền cho hắn, nếu công pháp này thật sự có vấn đề, thì vì sao ông ấy lại muốn hại mình? Lục Vân không thể hiểu được, tại thời điểm này, tà linh giáo chủ đã chủ động rút lui, nhưng dù vậy, chân khí màu máu trong tay ông ta dường như bị ngắt kết nối, bị chân khí của Lục Vân hút sạch, nuốt chửng và đồng hóa. Mẹ kiếp, bất luận cậu là tu sĩ chính phái hay là tu sĩ tà phái, hôm nay bổn giáo chủ muốn cậu phải chết ở chỗ này. Đi! Tà linh giáo chủ đột nhiên giận dữ hét lên, nhất thời một đám khói màu đen quỷ dị bộc phát ra khỏi cơ thể ông ta. Một tiếng khịt, liền cắt đứt chân khí đang bị hút, giữ lại được vài phần chân khí tàn dư trong cơ thể tà linh giáo chủ. Khói đen kỳ dị! Lập tức bao bọc xung quanh thân thể tà linh giáo chủ. Chỉ thấy chân khí màu máu tươi bao quanh người ông ta nhanh chóng biến thành màu đỏ sậm. Hung bạo hơn rất nhiều so với chân khí đỏ như máu trước đó. Lục Vân nhíu nhíu mày nói, lại là trò gì nữa đây? Loại khói đen quỷ dị này không phải lần đầu tiên hắn thấy. Lần trước ở Giang Thành, đụng phải Cố Kiến Minh cha của Cố An Kỳ, bị loại này có khói đen kỳ dị có linh trí này nhập vào thân, từ đó có thể dùng thân thể phàm tục mà bộc phát ra sức mạnh thuộc về luyện khí tam giai. Cố Kiến Minh rõ ràng là một người bình thường mà dưới sự điều khiển của đám khói đen kỳ dị này, còn có thể phát huy ra lực lượng cường đại như vậy, khỏi phải nói đến tà linh giáo chủ. Tà linh giáo chủ người tu luyện tà phái, đang ở luyện khí cửu giai, sau khi bị khói đen nhập vào người thì tu vị lại tăng lên cực nhanh, chuyện này có thể cảm nhận rõ ràng từ khí tức trên người ông ta. Luyện khí cửu giai, luyện khí đỉnh phong, trúc cơ tiền kỳ. Khí thế trên người tà linh giáo chủ liên tục tăng lên. Cuối cùng lại là đạt đến trúc cơ trung kỳ, mới dừng lại. Từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ có một khoảng cách cực lớn, nếu muốn vượt qua không phải dễ dàng như vậy, thế nhưng khoảng cách lớn như vậy đặt tại trên người tà linh giáo chủ, lại tựa như không hề tồn tại. Đây không phải là một việc kinh khủng bình thường. Một là bởi vì bản thân người tu luyện tà phái đã đi trên con đường thô bạo, cho nên vào thời điểm vượt qua cảnh giới lớn như vậy, căn bản không cần phải lo đến vấn đề tẩu hỏa nhập ma, điểm ấy cũng gần giống với võ giả. Chỉ là, cái này chính là tác dụng của đám khói đen kỳ dị kia. Nhờ hai cái này kết hợp mới khiến cho tà linh giáo thoạt nhìn hoàn toàn không tồn tại loại khoảng cách cảnh giới đó. Sau khi tu vị tăng vọt, số chân khí vừa rồi tà linh giáo chủ bị Lục Vân cắn nuốt, rất nhanh liền được bổ sung lại, hơn nữa trông còn dày đặc hơn lúc trước mấy chục lần. Nhãi con, cậu sợ chứ gì? Nếu sợ hãi thì hãy ngoan ngoãn quỳ trên đất cầu xin tôi đi, bổn giáo chủ sẽ cho cậu chết thoải mái một chút. Tà linh giáo chủ nhe răng cười một tiếng, duỗi ra cái đầu lưỡi màu đỏ tươi, liếm vòng qua cái môi khô khốc của mình. Ông ta cực kỳ khát vọng đoạt được máu tươi của Lục Vân. Trên người Lục Vân tu luyện công pháp quỷ dị như vậy, nếu như có thể dùng máu tươi của hắn để tế luyện, nhất định sẽ có tác dụng thăng tiến rất lớn đối với huyết ma công, nói không chừng lần sau không cần khói đen trợ giúp. Tà linh giáo chủ cũng có thể chính thức đột phá đến trúc cơ kỳ. Cho nên ông ta rất hưng phấn. Vậy mà Lục Vân lại lắc đầu nói, ông quá ngây thơ rồi.
Nói xong căn bản không đợi Tà Linh giáo chủ ra tay, hắn chủ động bước lên một bước, khí thế vẫn là luyện khí cửu giai như cũ, thế nhưng vẫn dám đón lấy nắm đấm đánh tới của Tà Linh giáo chủ, khóe miệng còn toát ra một nụ cười quỷ dị. Am! Lục Vân dùng một chưởng nắm lấy nắm đấm của Tà Linh giáo chủ, tùy ý để chân khí màu đỏ sậm kia mạnh mẽ xuyên vào cơ thể mình. Nếu đổi lại là tu luyện giả bình thường mà nói, bỏ mặc chân khí của đối phương nhập vào cơ thể mình như vậy là việc cực kỳ chuyện nguy hiểm, bởi vì để hai loại chân khí thuộc tính bất đồng chạy tán loạn trong người, hậu quả đứt đoạn kinh mạch còn nhẹ, khả năng rất lớn sẽ làm nổ tung lục phủ ngũ tạng của mình. Trừ phi có thực lực mạnh hơn đối phương rất nhiều, chắc chắn có thể ngăn chặn chân khí của đối phương công kích. Hành động này của Lục Vân, không khác nào dẫn sói vào nhà. Tà Linh giáo chủ đã nghĩ như vậy. Lúc cùng cảnh giới, luồng chân khí quỷ dị kia của Lục Vân có thể thôn phệ sạch ma công ông ta, chỉ là hiện tại ma công của Tà Linh giáo chủ đã cường đại hơn vừa rồi mấy chục lần, nếu Lục Vân muốn thôn phệ nó như vậy chẳng khác nào tìm chết. Ha ha, theo tôi thấy kẻ ngây thơ là tên nhãi nhà cậu thì có. Tà Linh giáo chủ cười không ngừng, thấy Lục Vân chủ động xuất kích thì mừng rỡ không thôi. Một quyền vừa tung ra. Màu đỏ sậm kéo hàng dài theo cánh tay của Lục Vân, xuyên vào bộ ngực của hắn. Đi chết đi! Tà Linh giáo chủ hét lớn một tiếng, tung ra một kích toàn lực. Thế nhưng, một giây, hai giây, ba giây, tình cảnh thân thể Lục Vân nổ tung như Tà Linh giáo chủ dự đoán không xuất hiện. Chỉ thấy Lục Vân vẫn bình tĩnh như cũ, đứng trước mặt của ông ta mà khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Làm sao có thể? Làm sao cậu còn không chế? Tà Linh giáo chủ cố gắng hết sức chừng to đến mức mắt muốn nứt toạc ra, sức mạnh của ông ta bây giờ, có thể so với trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể không làm gì được tên nhãi luyện khí cửu giai này. Không đánh Lục Vân bị thương được còn chưa tính. Tình trạng quỷ dị lúc trước lại xuất hiện một lần nữa. Lục Vân thôn phệ ma công của ông ta như đang cắn nuốt món đại bổ. A, à, tâm trạng Tà Linh giáo chủ triệt để sụp đổ, mở. Ra miệng rộng giống to một tiếng, ngay sau đó là một ngụm máu tươi phụt ra. Lục Vân vừa cười vừa nói, cảm tạ lão thiết đã giao ra tu vị cả đời. Tiếng nói hạ xuống. Khí thế trên người Lục Vân đột nhiên biến đổi, thình lình đã không còn là luyện khí cửu giai. Hốc mắt Tà Linh giáo chủ muốn nứt cả ra, miệng đầy máu tươi giận dữ hét, hèn hạ. Hèn hạ, cậu là một tên nhãi hèn hạ vô sỉ, thế mà lại áp chế tu vị. Bổn giáo chủ không cam lòng. Nếu tôi không áp chế tu vị thì ông đã sớm xuống địa ngục gặp Diêm Vương rồi, ông nên may mắn mới đúng, tôi cho ông sống lâu thêm vài phút mà. Ánh mắt Lục Vân rời xuống, đột nhiên dùng một cước đạp về phía hạ thân của Tà Linh giáo chủ. Ầm! Thân thể Tà Linh giáo chủ, lập tức giống như một chiếc khí cầu, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng co quắp lại, cái cảm giác kia, thật sự không thể nào miêu tả bằng lời. Lục Vân nói ra, người anh em. Kiếp sau nhớ lúc giao đấu với người khác, phải mặc quần áo cho đàng hoàng, nếu không sẽ rất dễ bị người tìm được điểm yếu. Còn nữa, tôi tặng ông vài chữ, dù dài thì đừng nên khoe. Nhắc tới đúng là không còn lời nào nói được. Tên Tà Linh giáo chủ này không mặc quần áo, còn chưa tính, lúc giao thủ còn bắt đầu. Phấn khởi lên, Lục Vân không đạp ông một cước thật sự là không thoải mái. Giờ phút này tâm trạng của Tà Linh giáo chủ thật không biết nên mừng hay nên lo. Mừng chính là, Lục Vân rốt cục cũng thừa nhận ông ta đất rộng của nhiều, không nói ông ta chỉ có một tấc nữa. Lo chính là, ông ta chết chắc rồi. Suốt, Tà Linh giáo chủ đứng đấy mà chết đi. Ngay khi ông ta tắt thở, đám khói đen kỳ dị bắt đầu khoét một lỗ từ phía sau lưng của ông ta để chui ra. Muốn độn thổ chạy thoát như lần trước. Ánh mắt Lục Vân nghiêm túc, quát còn muốn chạy. Quay lại cho tôi. Xét theo kinh nghiệm từ lần trước. Lúc này Lục Vân sớm đã có chuẩn bị. Cho nên sau khi đám khói kia vừa chui ra, Lục Vân đã ngang nhiên ra tay, lòng bàn tay ngưng tụ một ấn phủ ánh sáng màu xanh sáng chói, đánh vào đám khói màu đen. Nhưng vào lúc này, Sở Giao lại đột nhiên lao đến nói, để chị, đối phó với loại đồ vật tà sát này chị cực kỳ có kinh nghiệm. Vừa rồi cô xem Lục Vân chiến đấu lâu như vậy, cảm giác mình cũng có thể làm chút gì đó. Vì vậy loạng choạng cầm siêu hồn linh lên liền nhào về phía đám khói đen kỳ dị kia. Lục Vân vừa định nói đây không phải vật tà sát bình thường, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, bỗng nhiên hắn thấy cái lục lạc trong tay Sở Giao.
tỏa ra một đạo hào quang màu vàng đen, thật sự đã trói chặt được đám khói đen kỳ dị kia. Ồ, chị Năm, cái siêu hồn linh này của chị cũng ra gì đấy? Lục Vân kinh ngạc nói. Hạ Ẩn nhớ rõ vào lần thứ nhất hẳn gặp loại khói đen kỳ dị này, ngay cả Pháp Huyền Chân Nhãn cũng xem không thấu nó, điều đó chứng tỏ đây không phải là một vật tà sát bình thường. Không ngờ nó lại bị cái lục lạc của chị Năm trấn trụ. Sở Giao kiêu ngạo hếch bộ ngực nhỏ nói, đó là điều đương nhiên rồi, bằng không thì em nghĩ chỉ có nhiều tà linh khí như vậy là do nó tự tới sao, chị đây có siêu hồn linh lợi hại lắm đói. Dạ dạ dạ, thật lợi hại, chị mau xem cái quỷ này có lai lịch gì đi. Sở Giao dùng sức dung lục lạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra biểu cảm hung hăng, nói ra tiểu quỷ kia, nói mau, rốt cục là mày là vật gì, đến từ đâu. Cái siêu hồn linh của cô thoáng động một cái. Đám khói đen kia lập tức giấy giụa tán loạn bên trong màn hào quang màu vàng đen, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Đinh đang, mau nói rõ đi, cánh tay người ta tê hết rồi này. Đinh đang, sốt cục. Đám khói đen khổng lồ kia đột nhiên co rút lại, cuối cùng lại là huyễn hóa thành một khuôn mặt trong vô cùng hoảng sợ, có mũi có mắt, cuối cùng nghe nó phát ra một âm thanh thống khổ, giới hành sơn, tộc u hồn. Giới hành sơn, tộc u hồn. Lục Vân sửng sốt một chút, hỏi, giới hành sơn là chỗ nào? Nói mau, nha đầu, không tốt. Sở Giao dùng sức dung lục lạc, trong lúc đó lại kinh hô một tiếng, sau đó chỉ thấy đám khói đen kia xẹt một tiếng biến mất không thấy đâu, mà đạo hào quang màu vàng đen cũng nhanh chóng lui về bên trong siêu hồn linh. Làm sao vậy? Lục Vân nghi hoặc hỏi. Sở Giao có chút ngượng ngùng nói, he he, dùn. Sức nhiều quá. Siêu hồn linh hấp thụ đám khói đó thành năng lượng luôn rồi. Biết ngay cái tiểu mơ màng như chị tin mà. Không đáng. Sở Giao lè chiếc lưỡi đỏ sinh ra, nói yên tâm đi sư huynh, chị đây đi hỏi sư phụ một chút là được, chắc chắn bà ấy sẽ biết giới hành sơn là đâu. Giờ chị có thể tìm ra đôi át đó sao? Đôi át, a hát, chính là sư phụ thiên diệu tử của chị đó. Lục Vân vội vàng chuyển chủ đề. Hắn thật không có ấn tượng gì quá sâu sắc về thiên diệu tử ngoại trừ bộ ngực phẳng còn hơn tấm ván ốp quan tài kia. Sở Giao nói ra, có thể, sư phụ chỉ có mấy chỗ cố định để ẩn thân, chị chỉ cần đi dạo dạo hết mấy chỗ đó là có thể tìm được bà ấy. Nhưng mà sư phụ của chị nói, mấy chỗ để ẩn thân kia không thể nói cho người thứ ba biết, cho nên sư huynh, chị đây không thể nói cho em biết đâu. Bên Thái Dương Lục Vân lập tức hiện ra mấy vạch đen. Cái gì vậy chứ? Đúng là bó tay với đội át này rồi, thế mà bà ấy có tới mấy chỗ để ẩn thân, CMN bà không lẽ bà là chuột chũi sao? Đường đường là thiên đạo tông lại có cái đức hạnh này. Thật sự là đáng buồn. Lục Vân nhỏ nhẹ nói, không có việc gì, em không hỏi đâu, chờ chị tìm được sư phụ nhớ hãy dùng miếng phù bình an trên người báo tin cho em đó, chị đã nắm được cách sử dụng chưa? Ừ, biết rồi. Sở Giao móc từ trong bộ ngực nhỏ ra sợi dây chuyền Lục Vân đưa cho mình, nhỏ giọng hô với ý niệm pháp trận, tiểu Lục Vân ơi, tiểu Lục Vân ơi. Cô tự biểu diễn cho Lục Vân thấy mình đã biết phương pháp sử dụng. Lục Vân lắc đầu nói ra, quả nhiên là quá ngốc. Sư huynh nói cái gì đó? Không có gì, đang khen chị đáng yêu đó. He he, thật cảm tạ sư huynh. Sau khi phá hủy hang ổ của tà linh giáo, hai người liền cùng nhau đi về biệt thự Lục Nhân, đến xế chiều hôm đó, tiểu mơ màng chị Năm liền rời khỏi biệt thự đi tìm sư phụ thiên diệu tử của cô. Vương Băng Ngưng lại quấn lấy Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, nếu không em dạy chị tu luyện đi, chị sẽ chia sẻ mấy tài liệu học tập trong máy tính cho em xem. Không được, em là người đứng đắn, mấy cái tư liệu học tập kia của chị, vẫn nên giữ lại cho mình chị thưởng thức đi. Lục Vân quả quyết cự tuyệt. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Lúc trước, khi phát hiện mấy tư liệu học tập trong máy tính của Vương Băng Ngưng, Diệp Khuynh Thành đã lạnh lùng ra lệnh cho Lục Vân, đưa máy tính đến phòng của cô, hơn nữa còn không. Cho phép Lục Vân tùy tiện sử dụng nữa. Mà điều Lục Vân nghi hoặc chính là, đã qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi mà Diệp Khuynh Thành còn chưa xóa bỏ mấy cái. Video nóng bỏng kia, là sợ xóa rồi chị Tư sẽ thương tâm hả? Thật đúng là một người chị ấm áp. Thấy Lục Vân cự tuyệt yêu cầu của mình, Vương Băng Ngưng ủy khuất nói, tiểu Lục Vân, em không thương chị xíu nào, đừng cho là chị không biết, em đã dạy chị cả với chị ba tu luyện, thế mà không chịu dạy cho chị. Lục Vân lập tức cảm thấy đau đầu,
không thể không giải thích, chị Tư, không phải em không muốn dạy cho chị, mà là bởi vì môn công pháp em tu luyện, thật sự quá quỷ dị, em không dám tùy tiện dạy nữa. Đương nhiên là Lục Vân rất hy vọng các chị có thể có năng lực tự vệ, đây cũng là nguyên nhân lúc trước Hàn đồng ý mang theo Diệp Khuynh Thành và Liễu Yên tu luyện, hơn nữa vô cùng chủ động dạy bảo các cô. Thế nhưng sau này lại phát hiện, môn công pháp này thật sự rất quỷ dị. Nhất là chuyện hôm nay phát sinh ở Tà Linh giáo đã làm Lục Vân hoài nghi, thân công không tên mà hắn tu luyện, có thật sự giống như Tà Linh giáo chủ nói hay không, là một số công pháp tu luyện tà phái. Nếu thật sự là ma công, thì hắn vẫn nên cố gắng không để mấy chị tu luyện nữa. Vừa rồi lúc Sở Giao rời đi, Lục Vân đã nói với cô ấy, khi nào cô gặp Thiên Diệu Tử, ngoại trừ hỏi bà ấy về chuyện giới hành sơn, còn phải hỏi một chút về công pháp mà hắn tu luyện, rốt cuộc là cái gì. Trước khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Lục Vân cũng không dám kéo theo mấy chị xuống biển nữa, phi, không phải, là kéo các chị xuống nước. Sau khi vất vả trấn an Vương Băng Ngưng xong, Lục Vân đi một chuyến đến Hạnh Lâm Đường. Hôm nay người bệnh không nhiều lắm, trên cơ bản đều là đến tìm Dư Hồng Văn kê thuốc, đến đây châm cứu chỉ có tầm 2-3 người, đã được Lâm Thanh Đàn châm cứu xong, thế là hắn lại nhàn rỗi. Lục Vân yên lặng chăm chú quan chị hai. Đúng là nói về hình thể đúng chuẩn, không thể nào không nhắc đến chị hai của hắn. Thân thể đẫy đà mà không mập mạp, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, chỗ nên to thì to hết mức, mặc dù không cố ý tạo dáng nhưng vẫn có thể nhìn ra một đường cong hình chữ S hoàn mỹ. Trọng tâm nhắm vào vòng eo thon gọn mềm mại, cùng với cặp đồi trắng nón trước ngực. Lục Vân nghĩ nghĩ, hình như cũng một khoảng thời gian rồi không có dạy chị hai đánh bi ra. Không có cầm tay truyền thụ châm pháp cho chị hai mới đúng. Vì vậy, thừa dịp này sẽ Hạnh Lâm Đường không có người bệnh cần châm cứu, Lục Vân gọi Lâm Thanh Đàn vào phòng châm cứu phòng, nhiệt tình nói, chị hai, mấy châm pháp lúc trước em dạy cho chị, có lẽ là chị đã thuộc lòng hết rồi đúng không, đến đây, hôm nay em sẽ dạy cho chị một bộ châm pháp mới. Nghe thấy lời này, đôi mắt Lâm Thanh Đàn hơi đỏ lên, đôi mắt óng ánh gợn nước dịu dàng nhẹ nhàng liếc Lục Vân một cái. Làm sao cô có thể không biết ý tưởng trong đầu tiểu bại hoại này chứ? Trước kia lúc Lục Vân dạy cô châm pháp, còn dư sức chiếm tiện nghỉ trên người cô, đã thế còn nói cầm tay dạy mới để lại ấn tượng sâu sắc hơn, có thể trực tiếp cảm nhận được độ mạnh yếu khi thi châm, còn có chiều sâu cùng với góc độ khi thi châm. Cái cầm tay chỉ dạy này giống y như dạy con gái người ta đánh bi ra, từ phía sau lưng vòng qua vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, đưa tay lên phía trước nắm lấy đôi tay của cô gái. Bắt đầu thi châm. Mà dáng người Lâm Thanh Đàn tuyệt mỹ như vậy, mỗi lần chỉ cần khẽ cong người hạ eo là. Tuy cô đã sớm nhìn thấu tiểu tâm tư của Lục Vân, nhưng Lâm Thanh Đàn cũng không có kháng cự gì, toàn bộ quá trình đều đỏ mặt mà phối hợp với cái Lục Vân dạy bảo. Chẳng qua là vài lúc đang dạy học được một nửa thì Dư Hồng Văn chợt xông vào nói, lão sư, cái kia. Ách, các người làm gì cứ làm trước đi, tôi sẽ đợi chút nữa. Vị y sư cấp quốc gia này rất thức thời lui khỏi phòng châm cứu. Nghĩ thầm, người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi, xem ra tư tưởng của ông đã lạc hậu rồi, sao nhất định phải ngoan ngoãn đi theo lão sư học tập thêm mấy chiêu thức trêu chọc em gái. Châm cứu trong phòng hai người đều là một hồi xấu hổ. Lâm Thanh Đàn xấu hổ tránh khỏi cái ôm của Lục Vân, oán trách nói, đều tại tiểu bại hoại em đó, xem đi, lại làm lão dư hiểu lầm rồi. Ha hai. Lục Vân gượng cười hai tiếng, đành phải đã đi ra phòng châm cứu. Sư Hồng Văn thấy hắn đi ra, lập tức liền nháy mắt ra hiệu hỏi, lão sư, nhanh như vậy đã làm xong việc rồi à? Mặt Lục Vân lập tức tối sầm, nói ra, không có chuyện gì, tôi chỉ là dạy chị hai tôi thi châm mà thôi, ông già lãng cấm rồi mà suy nghĩ không trong sáng gì cả, ông phải tự mình kiểm nghiệm một chút đi. Dạ dạ dạ, lão sư dạy đúng, vừa rồi ông tìm tôi có chuyện gì? Là như vậy, ngày mai hội trưởng Hiệp hội Trung Y muốn tới Hạnh Lâm Đường của chúng ta, nói là muốn gặp thần Y Giang Thành, đương nhiên đó chính là lão sư ngài. Sư Hồng Văn Y sư cấp quốc gia, bản thân ông chính là nhân vật đại biểu cho Trung Y tỉnh Giang Nam, đồng thời cũng là một thành viên của Hiệp hội Trung Y Trung Quốc. Hôm nay danh hào thần Y Giang Thành đã truyền ra ngoài, có thể làm cho Dư Hồng Văn đều cam nguyện bái nhân vật này làm sư, Hiệp hội Trung Y tự nhiên là muốn tới xem sao. Hiệp hội Trung Y. Lục Vân nghĩ nghĩ, nói ra, ông cũng biết, từ trước đến nay tôi không thích mấy cảnh danh lợi này, như vậy đi,
đợi ngày mai vị hội trưởng hiệp hội trung y kia đến, ông chỉ cần nói chị hai tôi là lão sư của ông là được. Giang Thành thần y, chỉ cần một vị là đủ rồi. Bằng tài năng y thuật hiện nay của Lâm Thanh Đàn, hoàn toàn có thể xứng với hai chữ thần y. Cho nên đối với đề nghị của Lục Vân, Dư Hồng Văn hoàn toàn không có ý kiến. Thế nhưng Lâm Thanh Đàn cũng không tình nguyện gì, cô nói, em nói nhăng nói cuội gì đấy, người ta tới để tìm em, sao em có thể để đưa chị ra thế, hơn nữa, chị cũng không thích gặp mấy người này. Cô chỉ muốn yên lặng học tập châm pháp, hiệp hội trung y gì gì đó, căn bản là cô không quan tâm. Lục Vân nói, chị hai, chị không thể nói như vậy, vị hội trưởng hiệp hội trung y kia chắc chắn cũng là một nhân vật hàng đầu trong giới trung y. Nếu như ông ta có thể chia sẻ một ít kinh nghiệm thì chị cũng có được chỗ tốt. Chị hai có thiên phú về y học như vậy, có thể im hơi lặng tiếng mãi sao? Lục Vân thấy không thể như vậy được. Vừa hay mượn cơ hội lần này Hiệp hội Trung y đến đây đến thăm, có thể tuyên dương chị hai với mọi người, cho người dân Trung Quốc biết rõ, trên thế giới này có một thiên tài y học tên là Lâm Thanh Đàn. Sư Hồng Văn cũng nói, lão sư nói có lý, người ngày mai tới gặp mặt. Không chỉ là một mình hội trưởng hiệp hội trung y, mà còn có vài nhân vật hàng đầu trong giới trung y, ví dụ như phái Bổ Thổ, Lỗ Phong Bình, phái Ôn Bệnh, Ngô Đồng Khả, phái Hỏa Thần, Trịnh Văn An, còn có đại sư châm cứu Thiệu Ngọc Thành, trao đổi với bọn họ nhất định sẽ lấy được chỗ tốt không nhỏ. Thiệu đại sư cũng tới à? Lâm Thanh Đàn vốn định từ chối, nhưng vừa nghe đến tên đại sư châm cứu Thiệu Ngọc Thành, lập tức nâng cao tinh thần. Thiệu Ngọc Thành là đại sư châm cứu nổi tiếng lừng lẫy khắp Trung Quốc. Vào lúc Lâm Thanh Đàn vừa mới tiến vào giới trung y, đã từng nói về cái tên này, chẳng qua là vẫn chưa từng được gặp mặt. Không ngờ ngày mai Thiệu Ngọc Thành cũng sẽ đi tới đây. Sư Hồng Văn nhẹ gật đầu nói, bọn họ cũng giống tôi, đều là thành viên của Hiệp hội Trung y Trung Quốc, họ nghe nói tôi đã bái sư thì cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn tới đây nhìn thử. Lâm Thanh Đàn do dự một lát, nói ra, được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ gặp bọn họ, nhưng mà, em trai này, mai em phải ở bên cạnh chị đó. Lục Vân vừa cười vừa nói, chị hai thân yêu, đương nhiên em sẽ ở bên chị rồi. Ngày hôm sau, Nguyễn Ba, Chủ tịch Hiệp hội Trung y của Long Quốc cùng với một vài nhân vật hàng đầu của Hiệp hội tới Hạnh Lâm Đường. Nhiều người đã già rồi, râu dài trắng muốt. Xét cho cùng, trong giới Trung y, kiến thức lý thuyết thôi là chưa đủ mà còn phải có kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Nếu như không có sự nỗ lực trong khoảng hơn thập kỷ thì rất khó có thể tích lũy được kinh nghiệm lâm sàng phong phú. Do đó, hầu hết các bác sĩ trung y khi được vinh danh bậc thầy trung y đều đã ngoài 60 tuổi rồi. Trong số những người này, bậc thầy châm cứu Thiệu Ngọc Thành là người trẻ nhất, chỉ mới ngoài 50. Ông ta chính là thiên tài trong giới châm cứu. Những bạn trẻ nếu có hứng thú với châm cứu chắc hẳn đã từng nghe tới tên của Thiệu Ngọc Thành. Có rất nhiều người lấy ông ta làm gương. Ngay cả Lâm Thanh Đàn cũng vậy. Cô từng lấy Thiệu Ngọc Thành là mục tiêu của mình và hy vọng rằng một ngày nào đó, kỹ thuật châm cứu của cô có thể đạt đến trình độ như Thiệu Ngọc Thành. Và mọi thứ thay đổi khi Lục Vân xuất hiện. Lâm Thanh Đàn phát hiện ra rằng hóa ra em trai mình là một thiên tài châm cứu trăm năm hiếm thấy. Sau khi so sánh như vậy, sự ngưỡng mộ của cô dành cho Thiệu Ngọc Thành không còn sâu sắc như trước nữa. Lâm Thanh Đàn cũng không nhận ra rằng Lục Vân đã dạy cô rất nhiều kỳ môn châm pháp trong vài tháng kể từ khi hắn quay trở lại Giang Thành. Hơn nữa, mỗi bộ kỳ môn châm pháp đó đều sẽ gây chấn động trong giới trung y ở Long Quốc. Nhìn vào sự tiến bộ của cô trong mấy tháng vừa qua là rõ. Trình độ châm cứu hiện tại của Lâm Thanh Đàn đã vượt qua Thiệu Ngọc Thành rất nhiều. Bằng không hiện tại Dư Hồng Văn đã chẳng đập bàn vì ghen tị. Dẫu vậy, hôm nay được gặp thần tượng thời sinh viên của mình cũng là một niềm vui. Vì thế, mặc dù Lâm Thanh Đàn biết rõ rằng trình độ châm cứu của cô đã vượt qua Thiệu Ngọc Thành nhưng khi đối mặt với ông ta, cô vẫn chào đón bằng sự khiêm tốn của hậu bối. Bên cạnh đó, cô cũng giữ thái độ tôn trọng với Nguyễn Ba, Chủ tịch Hiệp hội Trung y và các tiền bối đi cùng với ông ta. Tuy nhiên Nguyễn Ba cùng với những người khác lại không hề để ý tới Lâm Thanh Đàn mà trực tiếp đi qua cô, đi thẳng tới chỗ Dư Hồng Văn rồi chào hỏi. Lâm Thanh Đàn cũng không nghĩ nhiều, điều này cũng khá bình thường. Giống như gặp gỡ một nhóm người lớn tuổi, Lâm Thanh Đàn là người mới trẻ tuổi nên khó tránh khỏi việc bị người không biết đến phớt lờ. Sau vài câu chào hỏi đơn giản giữa người già với nhau, Nguyễn Ba vội nói, lão Dư, chắc hẳn ông biết mục đích chúng tôi đến đây vào hôm nay.
Nghe nói ông đã bái sư, ông có thể mời sư phụ ra ngoài để chúng ta làm quen với nhau được không? Có thể khiến cho Dư Hồng Văn, bậc thầy về trung y một thời sẵn sàng bái sư chắc chắn không phải là người đơn giản nên bọn họ rất tò mò. Hơn nữa, Nguyễn Ba biết rất rõ Long Quốc thực sự có bao nhiêu cao thủ y học ẩn náu. Tuy họ không màng danh lợi, chữa bệnh theo tâm trạng nhưng một khi ra tay đều có thể cứu người thoát chết. Trong những năm này, Hiệp hội Trung Y vẫn luôn tìm kiếm những người này. Họ hy vọng có thể mời được những vị cao nhân này vào Hiệp hội Trung Y, tổ chức đại diện cho bộ mặt của nền Trung Y ở Long Quốc. Đặc biệt là trong những năm gần đây, một số quốc gia không biết xấu hổ đã đưa ra những tuyên bố táo bạo rằng Trung Y là di sản văn hóa của đất nước họ khiến cho giới Trung Y ở Long Quốc vô cùng bức xúc. Nếu như có thể mời những vị cao nhân này xuất thế thì những kẻ vô liêm sỉ kia sẽ không dám tự phụ như vậy. Thế nhưng thuyết phục cũng đã thuyết phục rồi. Những vị cao nhân ẩn giật này không màng danh lợi, quen sống phiêu bạt giang hồ nên căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác. Đối với những kẻ trơ trến và ngu dốt rêu rao rằng Trung Y là của đất nước họ, các vị cao nhân cũng chỉ cười cho qua. Bọn họ không giống như Hiệp hội Trung Y của Long Quốc, khăng khăng so sánh với bên kia. Đây là trạng thái tách rời sự vật. Cũng giống như một đám người đang xem xiếc khỉ, dù con khỉ có múa may bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng nó vẫn chỉ là một con khỉ cho nên không đáng phải quan tâm. Hội trưởng, thật ra ông vừa vào cửa đã gặp vị sư phụ bí ẩn của tôi rồi đấy. Dư Hồng Văn trông thấy một số người có vẻ rất quan tâm, ông cũng không gây khó khăn gì với họ. Trước tiên ông nhìn Lục Vân, sau đó giới thiệu Lâm Thanh Đàn với bọn họ. Mọi người, vị này là Lâm Thanh Đàn nữ sĩ, là sư phụ của tôi và cũng là vị thần y ở Giang Thành mà gần đây mọi người đang nói tới. Dư Hồng Văn mỉm cười giới thiệu, sau đó cúi đầu chào Lâm Thanh Đàn trước mặt mọi người. Màn biểu diễn này, Lục Vân rất hài lòng. Đương nhiên người đặt danh hiệu thần y Giang Thành là Hàn nhưng Hàn hy vọng có thể trao danh hiệu này cho chị hai của mình. Bởi vì cô xứng đáng với điều đó. Thực ra so với việc đứng một mình dưới ánh đèn sân khấu, Lục Vân thích đứng sau hậu trường hơn. Ha muốn để chị gái của mình đứng phía trước còn Ha sẽ đứng phía sau và âm thầm làm việc chăm chỉ giúp đỡ các chị gái của mình. Đây là ý tưởng của Lục Vân. Thế nhưng Nguyễn Ba và những người khác vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời của Dư Hồng Văn và nhìn thấy khuôn mặt trẻ măng của Lâm Thanh Đàn. Khi vừa bước vào Hạnh Lâm Đường, bọn họ đã nhìn thấy cô gái này. Và cũng chính cô gái này đã chủ động chào, đón bọn họ. Tuy nhiên lúc đó bọn họ cũng không để ý cho lắm và chỉ cho rằng đây là một bác sĩ chẩn bệnh bình thường ở Hạnh Lâm Đường, giống như các lãnh đạo lớn đi thị sát công ty, nhất định sẽ có nhiều nhân viên được sắp xếp để tiếp đón. Làm gì có nhà lãnh đạo lớn nào chú ý đến những nhân viên nhỏ bé này. Cùng lắm chỉ là một cô nhân viên nhỏ bé được ưa thích, sau đó ngầm ám chỉ với lãnh đạo công ty bên dưới tổ chức ăn tối. Tiếp đó thử nghiệm điểm giới hạn của cô nhân viên xinh xắn này. Nếu như cô nhân viên nhỏ không có ý định chống lại thì chỉ cần chờ được thăng chức và tăng lương. Lâm Thanh Đàn rất đẹp. Khi Nguyễn Ba và những người khác đi tới, tuy chỉ lướt qua nhưng bọn họ đều đồng tình với điều này. Thế nhưng bọn họ đã già lắm rồi, dù có tâm nhưng không đủ sức. Hơn nữa, bọn họ đều là nhân vật có tiếng trong giới trung y nên trong mắt mọi người, họ đều là những tiền bối đức cao vọng trọng. Lâm Thanh Đàn bị những nhân vật hàng đầu trong giới trung y ở Long Quốc phớt lờ. Vì thế khi Dư Hồng Văn giới thiệu với họ rằng cô là sư phụ của ông thì Nguyễn Ba và những người khác vô cùng sửng sốt. Rất nhanh, Nguyễn Ba cau mày nói, lão Dư, hiện tại không phải là lúc đùa giỡn đâu. Hội trưởng, tôi không hề nói đùa với ông, cô Lâm thật sự là một thiên tài châm cứu hiếm có. Dư Hồng Văn cười khổ nói. Trong câu nói không hề đề cập đến chuyện Lâm Thanh Đàn là sư phụ của ông. Tuy nhiên ý nghĩa cũng như nhau. Nếu như, những người này nhìn thấy trình độ châm cứu của Lâm Thanh Đàn, chắc chắn bọn họ sẽ há hốc mồm. Mọi người lại nhìn Lâm Thanh Đàn với vẻ nghi ngờ. Lâm Thanh Đàn gật đầu nói, các vị tiền bối, tôi chỉ là may mắn tình cờ học được một vài bộ kỳ môn. Châm pháp, vì thế, tôi có những ưu thế nhất định trong châm cứu. Lâm Thanh Đàn khá khiêm tốn. Thế nhưng khi thấy cô nói vậy, Nguyễn Ba và những người khác càng cau mày chặt hơn. Có bao nhiêu bộ kỳ môn châm pháp? Có rất nhiều bộ kỳ môn châm pháp vẫn còn là bí mật chưa được lưu truyền. Trong một trung y thế gia, cùng lắm cũng chỉ có một hoặc hai bộ kỳ môn châm pháp. Có rất nhiều bộ kỳ môn châm pháp đã biến mất.
Thế nhưng cô gái trẻ này lại nói rằng mình đã học mấy bộ kỳ môn châm pháp. Điều này khó tránh khỏi nghi ngờ. Biểu cảm của Nguyễn Ba đột nhiên trở nên có chút không vui. Bọn họ từ Hiệp hội Trung Y đến với hy vọng có thể mời được một vị cao nhân ẩn dật, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu như có sự nhầm lẫn ở đây thì đúng là lãng phí thời gian và năng lượng. Đặc biệt là Thiệu Ngọc Thành, sắc mặt của ông ta là xấu nhất. Trước đây, thiên tài châm cứu là dành riêng cho ông ta. Mặc dù sau này có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến danh tiếng thiên tài này, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng ông ta là người cực kỳ tài năng trong lĩnh vực châm cứu. Tuy nhiên vừa rồi Dư Hồng Văn nói cô gái trẻ họ Lâm này là một thiên tài châm cứu, thậm chí còn thêm hai từ hiếm cớ. Ý của câu này không phải là cô Lâm mạnh hơn Thiệu Ngọc Thành sao? Đương nhiên là Thiệu Ngọc Thành không tin, ông ta trầm giọng hỏi, cô Lâm, có thể hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi được không? 25. Lâm Thanh Đàn thành thật trả lời. 25. Ha ha. Thiệu Ngọc Thành không nhiều lời mà chỉ cười lắc đầu, nhưng tiếng cười ha ha đã biểu lộ thái độ của ông ta. Mới 25 tuổi đã dám xưng thần y, đúng là hoang đường. Lâm Thanh Đàn sững sờ trong giây lát, cô cảm nhận được sự khinh thường từ vị đại sư châm cứu này. Không thể không thừa nhận có chút thất vọng. Có vẻ như thần tượng thời sinh viên của cô không dễ kết thân như tưởng tượng. Cho dù là muốn đặt câu hỏi cho cô thì cũng nên để cô thể hiện trình độ châm cứu của bản thân trước. Đây chẳng khác nào là một sự xúc phạm tới danh dự của một bậc thầy châm cứu cả. Lâm Thanh Đàn lại càng cảm thấy chán nản hơn. Vốn dĩ cô rất mừng khi được giao lưu với những vị tiền bối này, nhưng bây giờ cô chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh thôi. Nhìn thấy cảnh này, Dư Hồng Văn thật sự muốn lao tới và tát Thiệu Ngọc Thành. Tại sao một người mới 25 tuổi không thể trở thành thần y? Sư phụ của ông còn chưa đầy 20 mà y thuật đã vô cùng cao siêu rồi. Nói như vậy, chẳng phải ông ta sẽ xấu hổ tới mức muốn nhảy lầu sao? Mặc dù Dư Hồng Văn rất tức giận nhưng ông vẫn kiềm chế được. Ông đang đợi phản ứng của Lục Vân. Thật ra Lục Vân cũng chẳng có phản ứng gì mấy, vì đây đều nằm trong dự liệu của hẳn. Ngay cả bản thân hẳn cũng nhiều lần bị chất vấn và chế nhạo khi chữa bệnh cho mọi người, suy cho cùng thì hắn vẫn còn quá trẻ. Một thần y trẻ tuổi như vậy, đừng nói những người này không tin, ngay cả Lục Vân nếu không tự mình trải qua những năm tháng kỳ quái này thì hẳn cũng tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Nếu như chị hai muốn được những người này công nhận thì chị cần phải thể hiện kỳ môn châm pháp của bản thân. Đúng lúc này, Nguyễn Ba nói, cô Lâm, không phải chúng tôi nhằm vào cô mà là ở độ tuổi của cô, thật sự rất khó thuyết phục chúng tôi rằng cô đã nảm vững mấy bộ kỳ môn châm pháp. Tại sao cô không thể hiện cho chúng tôi xem tay nghề của cô? Lục Vân cũng nghĩ như vậy, chị hai hãy vả mặt mấy lão già cổ hủ này đi. Nhưng ai ngờ, Lâm Thanh Đàn lạnh lùng nói, xin lỗi, y thuật của tôi là dùng để chữa bệnh cứu người chứ không phải để biểu diễn, và lại càng không phải để nhận được sự chấp thuận của mấy người. Bởi vì đối với tôi, sự chấp thuận của mấy người không hề quan trọng. Câu trả lời này khiến cho Lục Vân ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, hắn cũng hiểu được suy nghĩ của Lâm Thanh Đàn. Chắc hẳn thái độ vừa rồi của Thiệu Ngọc Thành khiến chị hai chán nản. Cô cũng cắt đứt suy nghĩ muốn giao lưu với mấy lão già cổ hủ này, huống chỉ là gia nhập Hiệp hội Trung Y của Long Quốc. Dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu khi bị chính thần tượng thời sinh viên của mình đối xử lạnh lùng như vậy. Trên thực tế khi đối mặt với tình huống này, thường có hai cách ứng phó. Một là dùng thuật châm cứu tại chỗ tát mạnh vào mặt những người này. Những người có cá tính mạnh mẽ như Lục Vân thường không thể chịu đựng được kiểu người này, nên hắn nhất định sẽ đứng ra, vả mặt bọn họ một phát thật mạnh. Tuy nhiên Lâm Thanh Đàn lại là người hiền lành, không ham danh lợi và cũng không thích ganh đua. Sở dĩ hắn lấy danh hiệu thần y Giang Thành là vì muốn cô trao đổi kinh nghiệm với những vị tiền bối này. Nếu những vị tiền bối này có thái độ tốt hơn thì Lâm Thanh Đàn sẽ rất vui lòng thể hiện kỹ thuật châm cứu của mình, nhưng Thiệu Ngọc Thành này lại trực tiếp cười ha ha phá hỏng tâm trạng của cô. Trong trường hợp này, không cần nói nhiều. Hơn nữa, Lâm Thanh Đàn cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ không cần thiết nào với Hiệp hội Trung Y của Long Quốc, nên cô chỉ mong họ rời đi sớm. Lúc này, Thiệu Ngọc Thành lại nói, hội trưởng, tôi cảm thấy lần này chúng ta tới Giang Thành hoàn toàn là lãng phí thời gian. Tôi nghĩ chúng ta nên trở về sớm thì tốt hơn, vẫn còn có mấy bệnh nhân đang chờ tôi đi châm cứu. Đồ ngu dốt, không nói không ai bảo ông câm đâu. Cuối cùng Dư Hồng Văn không thể chịu đựng được nữa,
ông chửi thẳng. Dư Hồng Văn lớn tiếng mắng chửi. Nhất thời sắc mặt của Thiệu Ngọc Thành tối sầm lại, ông ta phản bác, Dư Hồng Văn, tôi thấy ông điên rồi. Không ngờ ông lại đi bái một cô gái mới hơn 20 tuổi làm sư phụ, e rằng ông có suy tính riêng đúng không? Ông ta cười khẩy. Ý tại ngôn ngoại. Ý của ông ta là Dư Hồng Văn tới đây hoàn toàn không phải để học châm cứu mà là vì vẻ đẹp của Lâm Thanh Đàn. Suy cho cùng, muốn che giấu việc trâu già gặm cỏ non thì cũng cần có lý do chứ. Ăn nói hàm hồi ông toàn nói vớ vẩn. Thiệu Ngọc Thành, người như ông mà cũng xứng với danh hiệu bậc thầy châm cứu ư. Đúng là một sự sỉ nhục với Hiệp hội Trung y của Long Quốc. Khi nghe Thiệu Ngọc Thành nói vậy, Dư Hồng Văn vô cùng tức giận. Ánh mắt của Lục Vân cũng trở nên lạnh lùng. Trước đó tuy Thiệu Ngọc Thành tỏ ra khinh thường chị hai nhưng Lục Vân cũng không phản ứng gì nhiều. Tuy nhiên những gì Thiệu Ngọc Thành vừa nói đã chạm vào vảy ngược của hắn. Hắn không cho phép bất cứ một ai sỉ nhục, thanh danh của các chị gái. Cho dù là đùa giỡn cũng không được. Khi hắn đang định tiến lên tát Thiệu Ngọc Thành, đột nhiên có một giọng nói âm dương quái khí truyền tới từ ngoài cửa. Yo, đây không phải là người của Hiệp hội Trung y Long Quốc sao? Sao lại? Xảy ra xung đột nội bộ thế? Ông ta sử dụng tiếng Long Quốc nhưng không được lưu loát lắm. Khi nhìn thấy rõ người bên ngoài, sắc mặt của mấy người thuộc Hiệp hội Trung y nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Thiệu Ngọc Thành. Không chỉ gương mặt tối sầm lại mà đôi mắt của ông ta cũng tràn ngập sự thù hận. Tên của vị khách là Park Quốc Trang và ông ta đến từ Hàn Quốc. Ông ta cũng là một nhân tài trong lĩnh vực châm cứu. Thậm chí còn nổi tiếng khắp thế giới. Bởi vì châm cụ tổ truyền của ông ta làm bằng vàng ròng nên ông ta còn được mệnh danh là quỷ thủ kim châm. Cuộc chiến danh vọng giữa ông ta với Thiệu Ngọc Thành là cuộc đọ sức đỉnh cao. Trong trận quyết đấu đó, Park Quốc Trang đã trực tiếp nghiền nát Thiệu Ngọc Thành. Điều này đã trở thành nỗi xấu hổ cả đời của Thiệu Ngọc Thành, đồng thời cũng là nỗi xấu hổ của Hiệp hội Trung y Long Quốc. Sau khi Park Quốc Trang giành chiến thắng, những người Hàn Quốc đó lại càng đắc ý rằng châm cứu có nguồn gốc từ Hàn Quốc của bọn họ. Điều này lại càng khiến cho Hiệp hội Trung y Long Quốc tức giận hơn. Thế nhưng bọn họ không thể làm gì được. Cho dù bọn họ có đưa ra bao nhiêu tài liệu chứng minh rằng châm cứu thuộc về Long Quốc thì đám người Hàn Quốc trơ trẽn đó cũng không chịu thừa nhận và chỉ bám vào điểm này. Các người thua rồi. Nếu như châm cứu thực sự là của mấy người thì sao mấy người lại thua được? Cho nên châm cứu thuộc về Hàn Quốc chúng tôi. Long Quốc đã nhiều lần tuyên bố rằng lý do tại sao Hàn Quốc giành chiến thắng là bởi vì những cao nhân ẩn giật của Long Quốc chưa thèm ra tay mà thôi. Thế nhưng đám người Hàn Quốc lại khịt mũi coi thường, nếu như mấy người còn cao nhân ẩn giật thì mời bọn họ ra ngoài đi. Tôi thấy mấy người đang khoác lác thì đúng hơn. Vì thế, trong những năm qua, Hiệp hội Trung y Long Quốc luôn đi tìm những cao nhân y học ẩn giật khắp nơi trên thế giới với hy vọng rằng họ có thể đứng lên và khôi phục lại bộ mặt của Hiệp hội Trung y. Chỉ là không phải là muốn tìm là tìm được ngay. Lúc này gặp lại Park Quốc Trang, Nguyễn Ba và những người khác tức nổ mũi. Tuy nhiên đây không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là Park Quốc Trang lại còn mang theo một số đệ tử tới đây. Có một số người đến từ Nhật Bản, một số người đến từ Nam Ngư Quốc, thậm chí có cả người da đen. Không phải mấy người nói châm cứu thuộc về Long Quốc sao? Nhìn xem, mở to mắt mà nhìn. Những người đệ tử này của tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đều là những người đam mê châm cứu nhưng họ không tìm đến mấy người để học mà lại tìm đến tôi, một người Hàn Quốc. Thử hỏi có tức không chứ? Đương nhiên là tức rồi. Thiệu Ngọc Thành lập tức đỏ mặt, tức giận nói, Park Quốc Trang, ông kiêu ngạo cái gì? Trước đây tôi thua ông là do bất cẩn thôi, ông có can đảm thi lại với tôi một lần nữa không? Ha ha, chỉ là một kẻ thất bại, ông không có tư cách. Park Quốc Trang nhìn Thiệu Ngọc Thành với vẻ khinh thường. Cười lạnh nói, hôm nay tôi tới đây là vì nghe một thương nhân nói rằng ở đây có một vị thần y đặc biệt giỏi về châm cứu. Hôm nay tôi tới đây để thách đấu với vị thần y đó. Lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc. Thực ra khi nhìn thấy Park Quốc Trang, bọn họ cũng đoán được ý định của ông ta. Cũng giống như nhiều năm trước. Vào thời điểm đó, khi danh tiếng của Thiệu Ngọc Thành vừa mới lan rộng, quỷ thủ kim châm Park Quốc Trang này đã đến thách đấu với ông ta, coi như tát thẳng một phát vào mặt Hiệp hội Trung y Long Quốc. Không ngờ ngày hôm nay, ông ta lại giở lại thủ đoạn này.
Nguyễn Ba và những người khác vô cùng chán nản. Xoay người nhìn Lâm Thanh Đàn ở bên trong Hạnh Lâm Đường, bọn họ không khỏi thở dài nặng nề. Ngay cả bản thân họ cũng không tin vào khả năng châm cứu của Lâm Thanh Đàn. Không thể nói với Bác Quốc Trang rằng đây là một sự nhầm lẫn được. E rằng sau khi nói điều này, Bác Quốc Trang sẽ nghĩ rằng bọn họ hèn nhát và không dám nhận lời thách đấu. Nguyễn Ba liếc nhìn Dư Hồng Văn và nói với giọng điệu phức tạp, Lão Dư, tôi nghĩ ông đã già nên muốn để cho ông một chức danh trong Hiệp hội Trung Y nhưng những gì ông làm lần này thực sự rất quá đáng. Ông ta vẫn cho rằng thần y Giang Thành chỉ là một mánh lưới quảng cáo do Dư Hồng Văn bịa ra. Với tầm ảnh hưởng của Dư Hồng Văn, cô gái kia chẳng cần làm gì cũng được. Chỉ cần Dư Hồng Văn gọi cô ấy là thần y và bái làm sư phụ thì những người bên ngoài rất dễ bị lừa. Mục đích như vậy cũng không quá khó đoán. Cũng giống như Thiệu Ngọc Thành đã nói trước đó, đây là sự chăm sóc của Dư Hồng Văn dành cho Lâm Thanh Đàn. Có thể không phải là trâu già gặm cỏ non nhưng nhất định giữa hai người có mối quan hệ thân thiết nào đó, ví dụ như Lâm Thanh Đàn là cháu dâu của Dư Hồng Văn chẳng hạn. Có lẽ Lâm Thanh Đàn là người kiêu ngạo và muốn được trải nghiệm cảm giác là thần y cho nên Dư Hồng Văn đã giả vờ bái sư để danh tiếng thần y của Lâm Thanh Đàn lan rộng. Hết thảy tất cả, đều là kết quả của đám người Nguyễn Ba gây ra. Nguyên nhân sâu xa vẫn nằm ở việc nghi ngờ Lâm Thanh Đàn. Mà theo những gì cô vừa nói, không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang đổ lỗi cho Dư Hồng Văn vì sự thiếu hiểu biết của ông ta, thậm chí còn có ý định đuổi ông ra khỏi Hiệp hội Trung Y. Dư Hồng Văn đã già như vậy, nếu như ông không xuống núi một lần nữa, và đến Hạnh Lâm Đường chuẩn bệnh thì có lẽ bây giờ ông đang trong trạng thái an hưởng tuổi già. Hơn nữa, dựa trên những thành tích trong lĩnh vực Trung Y trước đó, Hiệp hội Trung Y Long Quốc có thể thưởng cho ông một danh hiệu quan trọng, tương đương với cấp giáo sư như trong một trường đại học. Nhưng những hành vi ngu ngốc của ông trong khoảng thời gian này, cũng đủ để khiến ông mất hết. Nguyễn Ba sẽ không cho phép một người bị vấy bẩn như vậy tiếp tục có tên trong Hiệp hội Trung Y của họ. Dư Hồng Văn làm sao có thể không hiểu ý của Nguyễn Ba, ông thất vọng lắc đầu nói, Chủ tịch Nguyễn, nếu ông đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng không thèm giải thích nữa, tôi không thèm quan tâm Hiệp hội Trung Y của ông nữa, ông già. Ông cũng là một người nóng tính. Trước giờ ông chưa bao giờ cảm thấy đám người này ngu dốt như vậy, nếu đã không tin ông thì tại sao ông phải cố trai mặt ở lại Hiệp hội Trung Y làm gì? Khó trách những y sư lang thang trong dân gian không có hứng thú với Hiệp hội Trung Y, bởi vì Hiệp hội Trung Y chết tiệt này hoàn toàn không phải là nơi trao đổi y thuật, họ chỉ quan tâm tới thể diện. Cho nên, họ không xứng đáng. Đúng lúc này, Thiệu Ngọc Thành đột nhiên mở miệng nói với Lâm Thanh Đàn, Lâm cô nương, cô đã là thiên tài châm cứu, hiện tại lại bị người ngoại quốc khiêu khích, sao cô không tỏ vẻ chút gì vậy? Dõi theo ánh mắt của ông ta, Bác Quốc Trang cũng nhìn Lâm Thanh Đàn. Ông ta nheo mắt lại, nói cô là thần y ở Giang Thành sao? Cô thực sự còn quá trẻ. Không biết những gì thương nhân vượt biển kia nói là thật hay giả. Lâm Thanh Đàn khẽ cau mày, N Hiệp hội Trung Y Long Quốc hay người ngoại quốc, tôi vẫn nói rằng y thuật của tôi là dùng để chữa bệnh cứu người, không phải để tranh quyền. Các người mau đi hết đi. Quả nhiên, danh bất hư truyền, người trẻ tuổi bây giờ không thực dụng. Sớm muộn gì nền Trung Y Long Quốc cũng sẽ bị hủy diệt trong tay các người. Vừa rồi Thiệu Ngọc Thành bị Bác Quốc Trang khi dễ như vậy, trong nội tâm ông ta đã chất chứa rất nhiều buồn bực, nhưng ông ta không chút lên người Bác Quốc Trang, mà lại chĩa mũi súng vào Lâm Thanh Đàn. Rõ ràng là giận cá chém thớt, Lâm Thanh Đàn cũng lười nhiều lời. Hiện giờ cô ấy chỉ muốn mấy người này nhanh rời khỏi đây. Bác Quốc Trang cười lạnh nói, tôi đại khái hiểu ý của ông. Cho nên cái gọi là thần y Giang Thành này hoàn toàn là lừa đảo. Long Quốc các người đã đến mức phải ngụy tạo ra thần y để vờ dọa thiên hạ sao? Nguyễn Ba cau mày, hét lên, đây chỉ là hành động ngu ngốc của một cá nhân, xin đừng làm ảnh hưởng đến bộ mặt quốc gia. Ha.sal. Bác Quốc Trang cười nhạo một tiếng, nói, mặc kệ thần y Giang Thành có phải là bịa đặt hay không, tôi cũng không thể để chuyến đi này tốn công vô ích được. Như vậy, cô gái kia... Làm phiền cô nói một câu, thừa nhận châm pháp của cô không bằng tôi, thừa nhận Trung Y Long Quốc các người không bằng Trung Y Hàn Quốc chúng tôi. Lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía Lâm Thanh Đàn. Nhìn đám người Nguyễn Ba thậm chí còn nhìn với ánh mắt đe dọa. Lâm Thanh Đàn tham thích hư vinh, còn tự nhận mình là một thần y như vậy,
giờ việc mà bọn họ có thể làm nhiều nhất chỉ là chỉ trích cô và tự thấy hổ thẹn trong lòng. Nhưng nếu Lâm Thanh Đàn thực sự nói theo những gì Park Quốc Trang vừa nói, thì cô sẽ là tội nhân của toàn bộ Hiệp hội Trung Y Long Quốc. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thanh Đàn tràn ngập sự lạnh lùng, thầm nghĩ mấy người này thực sự quá vớ vẩn, nhưng quả thật như đám người Nguyễn Ba nghĩ, cô không thể nào nói ra những lời coi thường Trung Y Long Quốc được. Không cạnh tranh không có nghĩa là cô yếu đuối và kém cỏi. Vì vậy Lâm Thanh Đàn lắc đầu, nói, xin lỗi, tôi không đồng ý với những gì ông vừa nói. Trung Y ở Long Quốc của chúng tôi có lịch sử lâu đời, không thể đem đi so sánh với Hàn Quốc của các người. Về phần châm pháp của tôi, ông muốn nói như thế nào cũng được, nhưng tôi không thừa nhận bản thân mình kém cỏi hơn ông. Nghe xong lời này, Nguyễn Ba mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cô gái họ Lâm này mặc dù ham hư vinh, nhưng ít nhất vẫn còn tôn trong cội nguồn. Cũng không phải không cứu được. Trên mặt Park Quốc Trang lộ ra vẻ không hài lòng, nói, nếu cô cho rằng châm pháp của cô tốt hơn tôi, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh đi, mau đến đây so tài cao thấp với tôi. Sau khi vòng vo một hồi, cuối cùng ông ta cũng quay lại chủ đề cũ. Lâm Thanh Đàn do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu nói, được, khi kết thúc cuộc thi, ông phải lập tức mang theo người của ông rời khỏi Hạnh Lâm Đường. Đời này của tôi không muốn gặp lại các người nữa. Tốt, cứ rằng co mãi ở đây thì cũng không được, chẳng thà thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ, thi đấu một trận để bọn họ nhanh chóng rời đi, không ở đây la hét ồn ào làm nhiễu loạn sự yên tĩnh của người ta nữa. Được. Hai mắt Park Quốc Trang sáng lên, ông ta nói, phương pháp vẫn như thường lệ, mỗi bên chọn một người từ doanh trại của đối phương để làm người mẫu, ngoại trừ khu vực trước ngực và các khu vực cấm châm cứu khác, các huyệt khác đều có thể thi châm được. Nhưng độ sâu tối đa khi thi châm không được quá 0,5 tấc, ai có thể khiến người mẫu đau đến không chịu nổi với ít châm nhất thì người đó thắng. Trong Trung Y mà nói, nguyên nhân xảy ra đau đớn chỉ có hai cái, không vinh thì đau, không thông thì đau sao, sao là ngạn ngữ bên Trung. Không vinh thì đau do cơ chế mất âm dương, vệ, khí, huyết, thể và dịch của con người, thể dịch bị tổn hại, kinh mạch tạng phủ mất đi chất dinh dưỡng, vì thế dẫn đến đau đớn. Mà không thông thì đau, là chỉ kinh mạch khí huyết lưu thông không tốt, vì thế dẫn đến đau đớn. Mà nguyên tắc thi đấu do Park Quốc Trang đề xuất là không thông thì đau. Châm cứu là đâm vào các huyệt của cơ thể con người, chặn khí chạy trong và ngoài kinh mạch, tất nhiên để gây ra đau đớn sẽ là một bài kiểm tra kỹ năng châm cứu của người thi châm. Bởi vì, dùng châm cứu để khai thông các huyệt đạo, trên cơ thể con người, khơi thông âm khí không khó. Đây là nguyên tắc cơ bản của châm cứu giúp bệnh nhân giảm đau trên lâm sàng, tuy nhiên, cực kỳ khó cắt đứt âm khí vốn có như ban đầu. Những người có thể làm điều này ít nhất phải ở trình độ đại sư châm cứu. Phương pháp thi đấu do Park Quốc Trang đề xuất có thể phản ánh đầy đủ trình độ châm cứu của cả hai bên. Sau khi Park Quốc Trang giới thiệu cách thức đấu châm, một đệ tử đến từ Nhật phía sau ông ta lập tức sốt ruột đứng lên, nói tôi tự nguyện làm người mẫu châm cứu. Không biết Lâm cô nương có đồng ý không? Người này dáng người thấp bé, tướng mạo cũng là cực kỳ bị ổi, một đôi mắt biến thái cứ quét lên những chỗ lồi lõm trước sau trên dáng người kiều diễm của Lâm Thanh Đàn. Cái nhìn này khiến Lâm Thanh Đàn cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, cô quyết định dạy cho cậu ta một bài học. Được, lát nữa tôi sẽ thi châm lên người cậu. Lâm Thanh Đàn gật đầu, nhưng sau khi cô nói xong, các đệ tử của Park Quốc Trang lại phát một trận cười khúc khích. Mặc dù cậu người Nhật này có vóc dáng thấp bé, nhưng sức bền của cậu ta là mạnh nhất trong số họ, bởi vì cha cậu ta là một nhân vật lớn trong liên đoàn ninja Đông Dương, từ khi còn nhỏ cậu ta đã được rèn luyện sức bền. Mặc dù trình độ nhãn thuật của người này mới học đến nửa vời, nhưng lại có hứng thú với châm cứu, thế nên đã bí mật chạy đến Hàn Quốc, bái Park Quốc Trang làm sư phụ. Cho dù chỉ học nửa vời thì sức chịu đựng của cậu ta vẫn là không ai sánh bằng. Lâm Thanh Đàn đã rất không khôn ngoan khi chọn cậu ta. Park Quốc Trang cũng cười thầm trong lòng, rồi nói, đã như vậy rồi, tôi cũng không muốn bắt nạt cô gái nhỏ, người bên cô cũng tự đề cử mình đi. Vốn dĩ hai muốn người muốn đi tới doanh trại của đối phương để chọn người mẫu châm cứu, nhưng bây giờ Lâm Thanh Đàn không chọn, Park Quốc Trang tự nhiên cũng không thèm chọn, thể hiện rõ sự tự tin của ông ta. Để tôi cho. Lục Vân cười cười đi tới trước mặt Park Quốc Trang. Sẵn sàng trở thành đối tượng châm cứu của ông ta. Park Quốc Trang không phản đối. Tất nhiên, Lâm Thanh Đàn cũng không có ý kiến gì. Mặt khác,
Thiệu Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng nói, trận đấu châm này chỉ đại diện cho cá nhân cô, bất kể ai thẳng ai thua, không liên quan gì đến Hiệp hội Trung Y Long Quốc của chúng ta. Ông ta nói như thế chính là muốn vạch rõ mối quan hệ với Lâm Thanh Đàn. Đợi đến khi Lâm Thanh Đàn thua cuộc, Park Quốc Trang sẽ lại lợi dụng chuyện này để làm ầm lên, dẫm đạp lên Hiệp hội Trung Y của họ. Nguyễn Ba, Hội trưởng Hiệp hội Trung Y, khi nghe những lời này ngay lập tức nhìn Thiệu Ngọc Thành để biểu thị sự tán thành. Thông minh, thực sự rất chu đáo. Tuy nhiên, Park Quốc Trang đã nói một cách mỉa mai, một tên bại tướng như anh vẫn còn mặt mũi lên tiếng ở đây. Anh đã quên lần trước tôi đã dẫm lên mặt anh như thế nào rồi sao? Sắc mặt của Thiệu Ngọc Thành lập tức tái xanh. Tức giận đến cực điểm. Chẳng qua là Park Quốc Trang và Lâm Thanh Đàn đều không để ý đến ông ta, trận đấu châm giữa hai bên chính thức bắt đầu. Park Quốc Trang cười nói, cô Lâm, mời cô đi trước. Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Lâm Thanh Đàn cầm một chiếc châm nhỏ, châm vào một huyệt đạo trên cánh tay của cậu người Nhật. Cậu người Nhật không những không tỏ ra đau đớn mà còn lộ ra vẻ thích thú, thậm chí còn nhắm mắt lại một cách vô cùng bỉ ổi, hít một hơi thật sâu. Vì sao cậu ta lại chủ động làm đối tượng châm cứu? Chính là hy vọng được tiếp xúc gần gũi với Lâm Thanh Đàn. Một cô gái xinh đẹp có thân hình còn nóng bỏng như vậy, khi Lâm Thanh Đàn ấn lên huyệt vị trên người cậu ta để tiến hành thi châm, thì xương cốt trên người cậu ta đã gần như nhũ ra. Hít một hơi thật sâu để hút hết hương thơm của người phụ nữ trong không khí. Xém chút cậu ra đã đạt được cực khoái. Lâm Thanh Đàn thi một châm nữa, sau đó dừng lại. Châm đầu tiên căn bản không nhìn ra bất cứ điều. Park Quốc Trang tự tin mỉm cười, đồng thời cầm một cây châm châm vào cánh tay của Lục Vân. Châm của ông ta màu vàng. Trông rất phong cách. Khi Lâm Thanh Đàn thi châm thứ hai, Park Quốc Trang cũng theo sát phía sau. Lâm Thanh Đàn tiếp tục thi châm thứ ba. Ngay lúc này, chỉ thấy vẻ mặt của cậu người Nhật vốn đang biểu lộ sự hưởng thụ, lông mày đã thoáng nhăn lại một phát. Chỉ bằng ba châm này, người ra đã có thể nhìn ra hình dạng của châm pháp. Mặc dù trước trận đấu đám người Nguyễn Ba có chế nhạo, nhưng khi trận đấu thực sự bắt đầu bọn họ đã im lặng tập trung quan sát hai người họ. Khi họ nhìn thấy Lâm Thanh Đàn cầm chiếc châm thứ ba, đôi mắt họ như đông cứng lại. Nhìn từ kỹ thuật châm cứu của Lâm Thanh Đàn, có thể thấy cô có năng lực, trình độ của cô cũng không phải gà mờ. Đợi đến cây châm thứ năm, dường như đã nhìn ra điều gì đó, họ đồng loạt nhìn về phía Dư Hồng Văn, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Bởi vì châm pháp của Lâm Thanh Đàn rất giống với Dư Hồng Văn, nhưng lại có chỗ không giống. Thứ Lâm Thanh Đàn sử dụng là cửu chuyển hồi dương châm bản nghịch hướng. Nguyễn Ba trịnh trọng hỏi, lão Dư, ông dạy Lâm cô nương kia bộ châm cứu này sao? Tại sao trông rất kỳ quái vậy? Hừ, không nên gọi tôi là lão Dư, tôi không quen người không có trình độ. Dư Hồng Văn căn bản không thèm trêu chọc ông ta, tất nhiên cũng không có tâm tình cùng ông ta giải thích. Nguyễn Ba không thể không ngậm miệng lại, ánh mắt lại quay về hiện trường đấu châm. Cả hai bên đã đi đến châm thứ bảy. Cậu người Nhật đã bắt đầu há miệng hít khí, trên trán mồ hôi chảy ra đầm đìa, hiển nhiên là không được khỏe. Ngược lại, Lục Vân vẫn bình tĩnh. Châm thứ 8, châm thứ 9. Khuôn mặt của cậu người Nhật đã đầy vẻ đau đớn, các cơ trên mặt cậu ta cũng bắt đầu co giật. Nguyễn Ba và những người khác hoàn toàn choáng váng. Bọn họ đã khẳng định được châm pháp của Lâm Thanh Đàn có cùng nguồn gốc với Dư Hồng Văn, nhưng nó lại được thực hiện ngược lại. Chỉ cần thành thạo bộ châm pháp này là đủ để chiếm một vị trí trong lĩnh vực trung y, giống như Dư Hồng Văn khi đó, nhờ một bộ châm pháp có thể nổi tiếng khắp thế giới. Trong số những người này, Thiệu Ngọc Thành là người có tâm trạng phức tạp nhất. Trên thực tế, khi Lâm Thanh Đàn châm chiếc, châm thứ 5, ông ta đã nhận ra cô gái trẻ chỉ khoảng 20 tuổi này có trình độ châm cứu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu sư phụ. Thật không ngoa khi nói rằng cô là một thiên tài châm cứu. Cho nên, Thiệu Ngọc Thành đứng phía sau rất khôn ngoan mà ngậm miệng lại. Mọi người đều cho rằng bộ châm pháp của Lâm Thanh Đàn đã kết thúc ở đây, cây châm tiếp theo sẽ bè đầu ở bộ châm pháp khác, nhưng không ai ngờ Lâm Thanh Đàn thực sự đã thêm một cây châm khác theo đường kinh mạch của cây châm thứ 9. 10 châm. 10 châm, y ngắn. Đám người Nguyễn Ba đột nhiên trừng lớn hai mắt. Bọn họ cũng giống Dư Hồng Văn trước kia, cho rằng cửu chuyển hồi dương châm chỉ có 9 châm, nhưng lúc này đây, Lâm Thanh Đàn đã châm tới châm thứ 10.
châm này đã triệt để phá vỡ nhận thức của bọn họ. Đồng thời cũng đục ra một vết nứt dài trên tư tưởng ngoan cố của bọn họ. Thật chấn động. Tuy nhiên biết rõ sẽ mặt nóng dán mông lạnh, nhưng Nguyễn Ba vẫn nhìn không được mà hỏi Dư Hồng Văn lần nữa, lão Dư, cửu chuyển hồi dương châm này của ông, sao lại nhiều thêm một châm rồi? Chẳng lẽ đây là phiên bản bổ sung do ông sáng tạo ra? Hừ! Dư Hồng Văn cười lạnh một tiếng, nói đâu chỉ nhiều ra một châm, bộ cửu chuyển hồi dương châm này đã nhiều hơn chừng 12 châm, những thứ này đều là sư phụ truyền thụ lại cho của tôi. 12 châm! Mọi người lập tức bị mấy lời này làm chấn động thật mạnh, miệng há to, chậm chạp không cách nào. Khép lại! Dư Hồng Văn thấy bộ dạng này của bọn họ thì nội tâm sảng khoái không thôi, tiếp tục chế ngạo. Sư phụ tôi nắm giữ kỳ môn châm pháp, không chỉ dừng lại ở bộ cửu chuyển hồi dương châm này, mà còn có quỷ môn thất khấu thứ, Minh Vương sinh tử châm. Nếu không các người thử nghĩ đi, tại sao tôi đã một bó to tuổi rồi vẫn còn muốn chạy đến đây ngồi xem bệnh? Tất cả là vì sư phụ của tôi đã từng nói, sẽ truyền thụ hết những châm pháp này cho tôi. Hí, mọi người hít sâu một hơi, quỷ môn thất khấu thứ, Minh Vương sinh tử châm. Mấy món này đều là những kỳ môn châm pháp gần như thất truyền đó. Làm sao Lâm cô nương trẻ tuổi như vậy có thể biết được điều đó? Rốt cục cô ấy có lai lịch ra sao? Thiệu Ngọc Thành lập tức như bị sét đánh, triệt để ngây người. Trong đám người này, bất kể là phái Bổ Thổ, Lỗ Phong Bình, phái Ôn Bệnh, Ngô Đồng Khả, hay là phái Hỏa Thần, Trịnh Văn An, đều có sở trường là thuốc trung y, nói về phương diện châm cứu cũng không hiểu biết nhiều. Cho nên chỉ có ông ta mới biết được, khi những thứ kỳ môn châm pháp này xuất thế sẽ có ý nghĩa. Như thế nào? Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một hồi chấn động trong giới châm cứu. Là một cơn chấn động trước giờ chưa từng có. Mà giờ khắc này, ngay sau khi Lâm Thanh đàn châm xong châm thứ 10, cậu người Nhật đã thống khổ run rẩy toàn thân, biểu cảm trên mặt cũng chỉ có thể dùng từ dữ tợn để hình dung. Cậu ta hối hận rồi. Cậu ta không nên tới làm người mẫu châm cứu này mới đúng. Sư phụ tôi sắp chống đỡ không nổi nữa. Rồi, tôi nhận. Cậu người Nhật vô cùng thống khổ gào thét, câu nói trên, gần như đã dùng hết sức lực toàn thân của hắn. Cậu ta muốn nhận thua. Thế nhưng chữ thua, còn chưa kịp nói ra miệng, đã đột nhiên nghe thấy Bác Quốc Trang hét lớn một tiếng, cố gắng chống đỡ, tôi chỉ còn một châm nữa sẽ phân thắng bại. Giọng nói của ông ta mang theo vẻ run rẩy. Rõ ràng là ông ta cũng hoảng hồn. Bây giờ Bác Quốc Trang đang châm thứ 9 lên người Lục Vân, châm thứ 10 còn chưa rơi xuống. Nhưng ông ta biết rõ, dựa theo trình tự bình thường, cho dù châm thứ 10 có đâm xuống, cũng không có khả năng thắng được Lâm Thanh Đàn. Chẳng lẽ hôm nay ông ta thật sự sẽ bại trận ở đây? Đương nhiên Bác Quốc Trang không cam lòng, cho nên khi châm tới châm thứ 10, ông ta đã chọn ngay một huyệt vị đau nhất trên người để ra tay. Hơn nữa, còn thẳng tay đâm sâu chừng 2 tấc. Trước khi đấu châm hẳn đã nói quy tắc là, chiều sâu châm đi vào không được vượt quá 0.5 tấc, bởi vì có một vài huyệt vị, đâm sâu quá 0.5 tấc sẽ xảy ra. Vấn đề lớn, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bọn hẳn tổ chức đấu châm không thể để xảy ra án mạng. Nhưng mà bây giờ, Bác Quốc Trang đã suy nghĩ khác đi. Chuẩn bị lấy tốc độ cực nhanh, đẩy kim châm vào sâu 2 tấc. Sau đó lại nói là 1.5 tấc, chỉ cần che giấu tốt, người khác căn bản sẽ không nhìn ra, cho là ông ta chỉ đâm 0.5 tấc. Xác thực thủ pháp của Bác Quốc Trang rất nhanh, kim châm nhấn một cái rồi nhấc lên, không sơ hở chút nào. Đổi lại là người bình thường, chỉ cần vừa chạm tới chỗ này, tuyệt đối sẽ cảm giác được một cơn đau đớn kịch liệt, sau đó toàn thân run rẩy ngã xuống đất. Thế nhưng mọi chuyện vượt ngoài dự tính của Bác Quốc Trang. Lục Vân làm như không cảm thấy gì, trên mặt cũng không chút biểu cảm đau đớn nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng không thèm nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tên này đứt mất dây thần kinh đau rồi? Hay là cung phản xạ của hắn dài hơn người bình thường? Bất kể là nguyên nhân gì, tình thế này vẫn vô cùng bất lợi với Bác Quốc Trang. Trên mặt Lâm Thanh Đàn lộ ra một nụ cười hiền lành, nói, lại đến phiên tôi thi châm. Cửu chuyển hồi dương châm bản nghịch hướng, châm thứ 11. Tên người Nhật kia vẫn một mực căn răng kịch liệt co quắp, chuẩn bị nhịn đến lúc Bác Quốc Trang thi triển ra châm thứ 10. Bởi vì sư phụ của cậu ta đã nói, một châm này sẽ phân thẳng bại. Chỉ cần châm thứ 10 này,
sư phụ sẽ đâm cho. Người đối diện ngất đi, mà cậu ta chỉ cần nhẫn nại một chút nữa thôi bọn họ sẽ giành chiến thắng. Thế nhưng, châm thứ 10 của Park Quốc Trang rơi đi, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này đối với cậu người Nhật mà nói là tàn nhẫn cỡ nào, là tuyệt vọng cỡ nào chứ? Cậu người Nhật bỏ cuộc rồi. Châm thứ 11 sắp buông xuống, cậu ta sẽ không chịu nổi đâu, cho nên cậu ta lập tức chuẩn bị nhận thua, nhanh đến mức xém chút nữa đã tự cắn vào đầu lưỡi của mình. Nhưng mà, một màn vừa diễn ra lúc nấy lại xảy ra. Chữ thua của hắn vẫn không kịp nói ra. Chỉ có điều là lần trước do Park Quốc Trang cắt đứt, còn lần này là do Lâm Thanh Đàn, trước khi cậu ta kịp nói ra đã đâm xuống châm thứ 11. Lâm Thanh Đàn vẫn nhỏ giọng dịu dàng như cũ, Trung Quốc chúng ta là một quốc gia đề cao tình hữu nghị, chưa bao giờ biết làm chuyện gì quá phận, những người nước ngoài từng tới Trung Quốc trở về đều nói chúng ta là người hòa ái dễ gần, tôi cũng sẽ vô cùng nhẹ nhàng giúp anh thi châm nhai. Đầu cậu người Nhật đau nhức muốn nứt, linh hồn đều phảng phất bị xé nứt ra, ngay khi châm thứ 11 hạ xuống thì lập tức ngất đi. Nếu như cậu ta đã ngất, trận đấu châm này tự nhiên cũng phải chấm dứt. Lâm Thanh Đàn tổng cộng dùng 11 châm. Sắc mặt Park Quốc Trang cực kỳ khó coi, nói, châm thứ 11 của tôi còn chưa châm xuống, bây giờ nói ai là người thắng vẫn còn quá sớm. Chỉ cần ông ta châm xuống châm thứ 11, châm cho Lục Vân ngất đi, đến lúc đó hắn sẽ có lý do để trận tỷ thí trở thành thế hòa không phân thắng bại. Thua, tuyệt đối không có khả năng. Sao chỉ về ai đó thường hay hợm lĩnh, đua đòi, đài các giỏm, không tự biết thân phận mình. Chứng kiến khoảnh khắc người Nhật Bản ngã xuống đất ngất xỉu, Nguyễn Ba và những người khác ngơ ngác. Thẳng rồi. Bọn họ không thể tưởng tượng rằng Lâm Thanh Đàn thực sự đã chiến thắng quỷ thủ kim châm Park Quốc Trang, hơn nữa lại còn thăng vô cùng dễ dàng. Hóa ra cô thực sự là bậc thầy về châm cứu. Kể từ khi Thiệu Ngọc Thành thất bại trước Park Quốc Trang nhiều năm về trước, Hiệp hội Trung Y của Long Quốc đã phải nín nhịn, rất khó chịu. Đặc biệt là khi Park Quốc Trang quay trở về Hàn Quốc sau trận đấu, ông ta đã công khai, thậm chí còn tổ chức một buổi họp báo để nói về trận đấu giữa ông ta với Thiệu Ngọc. Tóm lại, ông ta đã thắng rất dễ dàng. Vì thế, Thiệu Ngọc Thành bậc thầy châm cứu đã hoàn toàn yếu thế trước mặt ông ta. Tận dụng cơ hội đó, Park Quốc Trang đã tuyển rất nhiều đệ tử. Tất cả bọn họ đều là những người đam mê châm cứu từ khắp nơi trên thế giới. Làn sóng này đã thực sự khiến Hiệp hội chung của Long Quốc phát điên. Thế nhưng bọn họ không thể làm gì được, vì thua cũng đã thua nên nói gì cũng vô ích. Cho đến khi nhiều năm trôi qua, Park Quốc Trang lại đến thách đấu nhưng lại bị Lâm Thanh Đàn đè bẹp một cách dễ dàng. Nỗi uất ức dồn nén trong lòng những người thuộc Hiệp hội chung của Long Quốc có thể xả ra ngoài. Chỉ là hình như họ đã quên, trước khi hai người họ đấu về châm cứu, bọn họ đã rất nóng lòng muốn vạch rõ ranh giới với Lâm Thanh Đàn. Sắc mặt của Park Quốc Trang vô cùng khó coi, ông ta nói, cây châm thứ 11 của tôi còn chưa đâm xuống, còn quá sớm để nói về kết quả. Tất nhiên là ông ta không cam tâm. Vì thế, khi cây châm thứ 11 được đâm vào, cách đâm vẫn giống như 10 cây châm trước đó. Lần này khi mũi kim châm của ông ta đâm xuyên qua đã hiện ra một luồng khí tức màu vàng kim cực kỳ yếu ớt. Dùng khí vận châm. Đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của quỷ thủ kim châm. Luồng khí tức màu vàng kim này có phần giống với chân khí của tu luyện giả nhưng cũng không giống hoàn toàn. Suy cho cùng, đây là phương pháp dùng khí vận châm nguyên thủy. Sau khi truyền từ Long Quốc sang Hàn Quốc, người Hàn Quốc không được học hết mà chỉ học được một bản không hoàn chỉnh cho nên mỗi lần Park Quốc Trang dùng khí vận châm, nguyên khí của ông ta sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Để biến kết quả trận đấu này thành hòa, Park Quốc Trang cũng đã dốc toàn lực. Vùi! Mũi kim châm run lên, khi đâm vào một huyệt đạo trên người Lục Vân, luồng khí tức màu vàng kim yếu ớt xông vào kinh mạch của hắn đủ để phá vỡ cơ chế khí bên trong cơ thể. Park Quốc Trang tự tin rằng với mũi châm này có thể đảo ngược hoàn toàn những nhược điểm trước đây. Thế nhưng cũng giống như mũi châm thứ 10, khung cảnh mà Park Quốc Trang mong đợi không hề xuất hiện. Lục Vân mặt không đổi sắc. Hắn làm sao không phát hiện ra mánh khóe của Park Quốc Trang. Từ mũi châm thứ 10, Lục Vân đã biết rằng Park Quốc Trang không hề tuân theo các quy tắc của trận đấu châm cứu. Chỉ là Lục Vân không thèm vạch trần mà thôi. Với hẳn. Phương pháp của Park Quốc Trang không khác gì gãi ngứa. Mà khoảnh khắc khi luồng khí tức màu vàng kia đi vào kinh mạch, nó đã bị chân khí trong cơ thể Lục Vân nuốt chửng.
Sắc mặt của Lục Vân không hề biến đổi nhưng sắc mặt của Park Quốc Trang lại tái nhợt, ông ta kêu lên đầy vẻ kinh ngạc, làm sao có thể? Làm sao mà cậu ta lại hoàn toàn không có phản ứng gì? Ông ta vô cùng sửng sốt. Đến cây châm thứ 10, Lục Vân không có phản ứng đã đành nhưng tại sao ông ta đã dùng khí vận châm mà vẫn không có phản ứng gì? Dù không chết vì đau thì chí ít cũng phải cau mày chứ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cơ mặt của cậu ta vậy? Khiến cho người ta tự ti lắm đấy có biết không? Bác Quốc Trang thực sự không biết nên nói gì, ông ta mở to mắt nhìn Lục Vân, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt. Lúc này, sắc mặt của Lục Vân khẽ động, nhưng chẳng hề có biểu hiện đau đớn gì cả. Thay vào đó, hắn nở nụ cười vui vẻ, nói, ngài Park đến từ Hàn Quốc, không biết ông đã từng nghe nói về một thành ngữ của Long Quốc chúng tôi, cóc đi quốc, khỉ cài hoa chưa? Cậu có ý gì? Park Quốc Trang nói. Có nghĩa là dùng khí vận châm được lưu truyền từ Long Quốc tới Hàn Quốc. Nếu như ông lại dám quay trở lại để thách thức tổ tiên của mình thì chí ít cũng nên học hết toàn bộ về dùng khí vận châm chứ. Biết nửa vời thì xấu hổ lắm đấy có biết không? Sau khi Lục Vân cười nói xong, kim châm trên người hắn đột nhiên bản ra căm vào thân thể Park Quốc Trang. Điều đáng sợ nhất đó là tất cả mũi kim châm đâm vào hoàn toàn tương ứng với các huyệt mà Park Quốc Trang vừa đâm vào trên người Lục Vân. Mỗi mũi kim không sâu cũng không nông, chính xác 0.5 tấc. Ngay tức khắc, mọi người có mặt ở hiện trường đều há hốc mồm trước một màn này. Rốt cuộc đây là sức mạnh thần thông gì vậy? Cậu cũng là cao thủ dùng châm. Park Quốc Trang trợn trừng hai mắt, con người kịch liệt co rút lại. Lúc này, ông ta mới nhận ra rằng người thanh niên đứng trước mặt mình mới là người đáng sợ thực sự. Sau khi kim châm đi vào huyệt đạo, cơn đau đớn ập đến dữ dội. Hơn nữa, vừa rồi Park Quốc Trang còn dùng khí vận châm nên khiến cho nguyên khí bị tổn thương. Vì thế, sau khi vừa nói ra câu này, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, giống như đệ tử người Nhật Bản, ông ta bất tỉnh. Hiện trường im phăng phắc. Bộ não của mấy người trong Hiệp hội Trung y của Long Quốc trở nên trống rỗng. Kỹ thuật châm cứu kỳ lạ của Lâm Thanh Đàn đã khiến bọn họ kinh ngạc và hối hận trong lòng. Lẽ ra bọn họ không nên tỏ thái độ khinh thường cô như vậy. Trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ cách xin lỗi cô thì nhìn thấy một màn thần thông của Lục Vân. Trong lòng của bọn họ lại lần nữa bị chấn động sâu sắc. Không ngờ Hạnh Lâm Đường nhỏ bé này lại cất giấu hai bậc thầy về châm cứu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Nguyễn Ba cùng những người khác xoay cổ cứng ngắc như khúc gỗ nhìn về phía Dư Hồng Văn, hy vọng ông có thể cho bọn họ một lời giải thích. Thế nhưng Dư Hồng Văn vẫn nuôi lòng oán hận với mấy lão già cổ hủ này nên đương nhiên không thèm nói chuyện với bọn họ. Ông hét vào mặt đám đồ đệ của Park Quốc Trang, sư phụ của mấy người đã bại rồi, mau cút ngay. Nói xong, ông xoay người vào bên trong Hạnh Lâm Đường lấy ra một cây chổi, chuẩn bị đuổi người đi. Thật ra không cần ông đuổi, khi Park Quốc Trang ngã xuống, những người đệ tử đó đã nâng Park Quốc Trang và đệ tử người Nhật Bản lên chuẩn bị rời đi. Bọn họ vô cùng xấu hổ khi ở lại đây. Khi Dư Hồng Văn dùng chổi đuổi bọn họ ra ngoài, những người này đã bỏ chạy tán loạn nhưng Dư Hồng Văn không ném chổi xuống mà quét vào chân Nguyễn Ba cùng với những người khác với vẻ ghê tởm, đám người các ngươi cũng cút đi, đúng là xui xẻo. Xui xẻo chết đi được, bọn họ đã phá hỏng phong thủy của Hạnh Lâm Đường chúng ta rồi. Dư Hồng Văn thật sự không nể mặt chút nào, ông cầm chổi quét dưới chân Nguyễn Ba và những người khác. Vừa lẩm bẩm vừa quét như thể đang đuổi ruồi. Sắc mặt của Nguyễn Ba lập tức tối sầm lại. Lão già này đúng là thù dai, nếu như lần này đắc tội ông ta thì đúng là kinh khủng. Nguyễn Ba tránh cây chổi của Dư Hồng Văn, đi đến trước mặt Lâm Thanh Đàn và nói, cô Lâm, tôi thật sự xin lỗi vì sự thất lễ trước đó của chúng tôi. Không biết vị tiên sinh này tên là gì? Ông ta nhìn Lục Vân với vẻ bối rối. Ông ta nhận ra mình thậm chí còn không biết tên của người ta là gì. Tuy nhiên, Lục Vân không thèm nhìn ông ta mà quay sang nói với Lâm Thanh Đàn, chị hai, chuyện này giao cho chị nhé. Nói xong, hắn rời khỏi Hạnh Lâm Đường. Trong toàn bộ quá trình, Hà coi Nguyễn Ba như không khí. Nguyễn Ba lập tức càng thêm xấu hổ nhưng ông ta căn bản không dám nổi giận bởi vì bọn họ là người đắc tội trước nên ông ta chỉ có thể xin lỗi. Thiệu Ngọc Thành đến bên cạnh Lâm Thanh Đàn. Cúi đầu xuống và nói, cô Lâm, là do tôi thiếu hiểu biết. Xin cô hãy tha thứ cho hành vi ngu ngốc của tôi. Lâm Thanh Đàn cau mày nói, mấy người đi đi.
Dù sao cô cũng là người lương thiện nên khi thấy đối phương xin lỗi như vậy, cô cũng không nói lời độc ác gì mà chỉ mặc kệ bọn họ rời đi. Nguyễn Ba cùng những người khác cảm thấy vô cùng cay đắng. Bọn họ đã dày công đi tìm những bậc thầy trong y học nhưng tìm mãi chẳng thấy. Cuối cùng đến lúc tìm được, lại còn đắc tội với hai người bọn họ. Loại cảm giác này làm sao có thể chỉ gói gọn trong hai chữ hối hận được. Thấy Lâm Thanh Đàn không muốn nói chuyện với mình, Nguyễn Ba không còn cách nào khác ngoài nói chuyện với Dư Hồng Văn với vẻ ngại ngùng. Lão Dư, vì tình bạn nhiều năm giữa chúng ta, ông giúp chúng tôi nói những lời tốt đẹp trước mặt cô Lâm nhé. Gì cơ, ông nói gì cơ, tôi nói vì tình bạn nhiều năm giữa chúng ta. Hừ, đừng có mơ, tôi không có giao tình gì với ông cả, cũng không còn là thành viên của Hiệp hội Trung Y nữa. Các người mau đi đi, đừng cản trở chúng tôi làm việc. Dư Hồng Văn còn không thèm ngẩng đầu lên, liên tục dùng chổi quét dưới chân của Nguyễn Ba. Khóe miệng của Nguyễn Ba giật giật nói, Lão Dư, sao ông có thể nói như vậy được? Vị trí hội phó Hiệp hội Trung Y luôn dành cho ông, chỉ chờ ông đồng ý quay lại thôi. Xin lỗi, tôi không xứng. Làm sao tôi có thể gia nhập một nơi tuyệt vời như Hiệp hội Trung Y chứ? Dư Hồng Văn mỉa mai. Lão Dư, cút, ông muốn tôi trở mặt sao? Thấy ông như vậy. Nguyễn Ba nở nụ cười bất đắc dĩ. Tạm thời mang Thiệu Ngọc Thành và đám người rời đi để không bị những người ở đây nghi ngờ. Bọn họ chỉ có thể đợi cơn giận của Dư Hồng Văn và những người khác tiêu tan rồi quay lại vào lần sau. Ngày hôm sau, khi Lâm Thanh Đàn đang châm cứu cho bệnh nhân thì đột nhiên nghe thấy tiếng Dư Hồng Văn hét lớn từ bên ngoài. Cô cứ tưởng ông cụ bị làm sao nên vội chạy ra khỏi phòng châm cứu, vừa ra thì thấy một người đàn ông thấp bé. Đó là người Nhật Bản tình nguyện làm người châm cứu ngày hôm qua. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của cậu ta đã khôi phục hoàn toàn. Lâm Thanh Đàn lạnh lùng nói, anh tới đây làm gì? Khoảnh khắc người Nhật Bản nhìn thấy Lâm Thanh Đàn, đôi mắt cậu ta tỏa ra ánh lửa rực rỡ. Cậu ta cười nói, cô Lâm, tôi đến đây muốn bái cô làm sư phụ. Cậu ta nói tiếng Long Quốc còn trôi chảy hơn cả sư phụ Park Quốc Trang của cậu ta. Lâm Thanh Đàn cao mày, muốn bái tôi làm sư phụ. Anh không bị sốt đấy chứ? Không không, tôi không hề bị sốt. Là bởi vì hôm qua tôi ngưỡng mộ khả năng châm cứu của cô Lâm nên tôi muốn bái cô làm sư phụ. Người Nhật Bản nói. Lâm Thanh Đàn lộ vẻ mặt ngỡ ngàng, sư phụ của anh đồng ý hả? Ha ha, khả năng châm cứu của lão già kia kém cỏi, căn bản không có tư cách làm sư phụ của tôi. Chỉ có cô Lâm. Là người tôi ngưỡng mộ nhất mới có thể trở thành sư phụ của tôi. Tôi không phải là sư phụ của anh. Lâm Thanh Đàn từ chối ngay tức khắc, theo như Long Quốc, hành vi của anh là phản bội cho nên tôi không thể nhận anh làm đệ tử được. Anh nên quay lại và học tập theo Park Quốc Trang cho tốt đi. Cô Lâm, cô đừng tuyệt tình như thế, tôi thành tâm thật mà. Người Nhật Bản vẫn không chịu từ bỏ. Sư Hồng Văn không chịu nổi quát lới này. Thằng nhãi Nhật Bản kia, cậu không hiểu tiếng người à? Đã bảo cút ngay đi cơ mà, cậu muốn ăn chổi của tôi à? Ông lại cầm chổi lên. Người Nhật Bản nhìn Dư Hồng Văn với vẻ giận dữ, sau đó lại quay đầu nói tiếp, cô Lâm, cô hãy suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ đợi câu trả lời của cô. Nói xong, cậu ta rời khỏi Hạnh Lâm đường. Tuy nhiên cậu ta không đi quá xa, thay vào đó. Cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế đá bên ngoài Hạnh Lâm đường như thể cậu ta sẽ không rời đi cho đến khi Lâm Thanh Đàn đồng ý. Dư Hồng Văn tức giận nói, tôi thấy thằng nhãi Nhật Bản đó muốn ăn đánh. Thôi bỏ đi, ông Dư, anh ta muốn ngồi đâu thì ngồi, chúng ta mặc kệ anh ta. Lâm Thanh Đàn lắc đầu, cô không hề để vấn đề này trong lòng. Cô cho rằng cứ mặc kệ cậu ta thì cậu ta sẽ tự rời đi. Tuy nhiên điều mà Lâm Thanh Đàn không ngờ đó là người đàn ông đó đợi gần như cả ngày mà không có ý định rời đi. Cho đến khi Lâm Thanh Đàn chuẩn bị tan làm, cậu ta vẫn còn ở bên ngoài. Thật là kiên nhẫn. Sư Hồng Văn nói, cô Lâm, tôi nghĩ thằng nhãi Nhật Bản này chắc chắn có ý đồ khác. Cô về nhà một mình không an toàn, hay là để tôi đưa cô về nhé hoặc là gọi thầy Lục tới cô. Ông và Lâm Thanh Đàn không cùng đường về nhà. Ông lo rằng sau khi tan làm, tên Nhật Bản kia sẽ giở trò với Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn suy nghĩ một lúc rồi nói, để tôi gọi cho em trêu. Vì vậy, sau đó Lâm Thanh Đàn đã gọi cho Lục Vân và kể mọi chuyện cho hắn nghe. Sau khi nghe xong, Lục Vân cười nói, tên đó muốn bái sư. Thật thú vị, để em xem anh ta có thật sự muốn bái sư hay là có âm mưu gì khác.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.